Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 411, suy đoán của Chu Dương. Lúc này trong khu văn phòng chỉ có lác đác vài nhân viên đang làm việc. Chu Dương bước vào phòng làm việc của mình, anh ngồi thẳng xuống, ra hiệu cho Trương Tâm Di ngồi ghế. Còn Ngưu Xuyên thì ra ngồi chờ trên chiếc ghế sofa cạnh đó. Cô nói đi, thuật lại cho tôi tình huống cụ thể khi ấy, cả phương thức liên lạc mà cô gái xinh đẹp đó để lại nữa, có còn thông tin nào khác không? Chu Dương trầm giọng. Chu Dương vẫn chưa rõ tường tận chuyện Trương Tâm Di báo cáo lại cho mình trước đó. Không phải vì Trương Tâm Di báo cáo không rõ ràng, mà vì trong bản báo cáo, tình cảnh được Trương Tâm Di miêu tả khiến Chu Dương cảm thấy hơi khó tin. Một cô gái xinh đẹp lại có thể khiến cả cửa hàng xôn xao náo động. Cô gái ấy phải đẹp đến nhường nào mới có thể làm được điều này chứ? Ít nhất thì Chu Dương cũng nghĩ rằng dù Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân có dày công trang điểm thì cũng mới miễn cưỡng làm được chuyện này thôi. Chẳng lẽ lại có một cô gái mang sắc đẹp tuyệt trần sánh được với vẻ đẹp của Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân, thậm chí là hơn hai người họ xuất hiện sao? Nhưng trong ấn tượng của Chu Dương, tại tỉnh Tương Tây có lẽ chỉ mình Giang Yến đạt được tới mức đó thôi. Nhưng cô gái Trương Tâm Di nhắc đến là Giang Yến thật ư? Chu Dương im lặng suy nghĩ. Tạm không tính đến chuyện Giang Yến là người của Giang Gia, mà mâu thuẫn của anh với Giang Gia lại gần như không thể hòa hoãn nổi. Mà thân là người nhà họ Giang như Giang Yến, dù rằng bản thân cô không muốn nhưng có gia tộc đứng sau, e là Giang Yến cũng phải bó tay trước rất nhiều chuyện. Có lẽ áp lực đến từ việc không đối nghịch với Chu Dương cũng đã là giới hạn chịu đựng của cô rồi. Còn bình thường khi Giang Yến tiếp xúc cùng Chu Dương, cả hai đều tỏ ra như không có chuyện gì, thậm chí còn có thể hợp tác cùng nhau. Chuyện này chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu Chu Dương rồi lại bị anh chủ động gạt đi. Và lại, dù sao Giang Yến cũng là người của Giang gia, e rằng chính thân phận của cô lẫn Giang gia đều sẽ không cho phép Giang Yến đứng ra làm người đại diện hình ảnh cho ai. Chứ đừng nhắc đến hai bên còn có mâu thuẫn với nhau nữa. Trong chốc lát Chu Dương cũng không nghĩ được sâu xa hơn. Chu Tổng, thực ra chuyện hôm đó cũng rất tình cờ thôi, vốn tôi cũng không để ý. Sau đó Trương Tâm Di thuật lại hết chuyện xảy ra ngày hôm ấy và phản ứng của cả khách hàng nam lẫn nữ trong cửa hàng cho Chu Dương. Lúc tôi hỏi cô ấy có muốn trở thành người đại diện hình ảnh cho cửa hàng của chúng ta không, tôi còn tưởng cô ấy sẽ về suy nghĩ đã, nào ngờ cô gái này lại đồng ý ngay mà không hề do dự chút nào. Hơn nữa chuyện này đã vượt quá quyền hạn của tôi nên tôi cũng phải tranh thủ thời gian báo cáo lại cho anh ngay. Trương Tâm Di thở phào nhẹ nhõm rồi mới phát hiện hình như mình đã kể hết chuyện ngày hôm ấy ra rồi. Mình đúng là lắm lời quá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu Tổng, đây là phương thức liên lạc mà cô gái xinh đẹp đó để lại trước khi đi. Trương Tâm Di trông gương mặt trầm tư của Chu Dương mà thoáng thấy thấp thỏm. Cô không biết lúc này Chu Dương đang nghĩ gì, dù gì thì nếu truy cứu nghiêm khắc, hành động của cô cũng đã là trái với quy định rồi. Nếu Chu Dương xử lý nghiêm khắc thì cắt mất tiền thưởng cũng đã là nhẹ nhàng, nếu nặng hơn thậm chí sẽ bị cảnh cáo trước toàn thể nhân viên. Ừ, Chu Dương nhìn phương thức liên lạc cô gái xinh đẹp để lại, xác nhận rằng mình không biết số điện thoại này. Thế này đi, cô hãy liên lạc với cô ấy, bảo cô ấy tới cửa hàng của chúng ta vào cuối tuần này. Tôi sẽ gặp mặt cô ấy để xác nhận một số chuyện. Chu Dương cười, nói. Lúc này lo được lo mất cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chu Dương không biết rốt cuộc người này có phải Giang Yến không, nhưng dù đó có là ai thì cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Nghĩ thông suốt được chuyện này, Chu Dương cũng không tới cửa hàng kiểm tra thêm lần nữa, không thấy có vấn đề gì thì đầu óc cũng sẽ thư thái hơn nhiều. Được rồi, cứ vậy đi, cô hãy xác nhận thời gian gặp mặt với cô ấy rồi báo lại cho tôi. Chu Dương căn dặn Trương Tâm Di xong bèn rời đi cùng Ngưu Xuyên. Lúc này lòng anh đã có một suy đoán mơ hồ. Nhưng kết quả cuối cùng là gì thì vẫn phải đợi đến cuối tuần gặp được người thật mới có thể xác nhận được. Thời gian trôi nhanh như gió, sau khi Chu Dương và Trương Gia xác nhận hợp tác, Trương Gia đã lập tức triển khai công việc. Trương Gia làm việc rất lanh lẹ, Chu Dương còn chưa có cảm giác gì thì đã có người tới báo cho anh chi nhánh họ chọn mở cũng đã được gây dựng, ít hôm nữa thôi sẽ bắt đầu chuẩn bị công tác khai trương. Nghe được tin này, Chu Dương vô cùng vui mừng, cảm thấy dù Trương Gia làm việc luôn trông trước ngó sau. Dề dà trì hoãn, nhưng lúc bắt tay vào làm thật thì lại rất hiệu suất. Anh dặn đối phương đừng mất cảnh giác, nhất định phải để ý cẩn thận đến tận khi chi nhánh chính thức được thành lập, khai trương thuận lợi. Thời gian thấm thoát cũng đã tới cuối tuần. Chu Tổng,
tôi đã liên lạc được với cô ấy rồi, cô ấy không muốn gặp anh tại cửa hàng trụ sở chính. Cô gái đó hẹn gặp mặt bên sông Trường Giang vào chủ nhật tuần này. Trương Tâm Di cũng gọi điện tới rất chậm trễ. Chu Dương những tưởng Trương Tâm Di sẽ xác nhận thời gian với đối phương ngay, nào ngờ lại trì hoãn tới tận tối thứ bảy. Nhưng Chu Dương không thể từ chối yêu cầu của đối phương, cũng chẳng thấy có điều gì bất ổn cả. Dù sao lần này hai bên cũng gặp mặt thảo luận vấn đề để cô gái nọ trở thành người đại diện hình ảnh của cửa hàng trụ sở chính bên công ty Danh Dương, nói kiểu gì thì họ vẫn đang có ý nhờ cậy người ta. Vậy nên chiều ý cô gái kia một chút cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Chủ nhật, Chu Dương tốn mất cả một buổi sáng để chỉnh trang ăn diện tử tế. Không phải Chu Dương muốn đi hẹn hò với ai cả, anh làm vậy chỉ để biểu đạt thành ý của mình mà thôi. Dù sao thì Trương Tâm Di cũng nói cô gái này là một đại mỹ nhân hiếm có, dù có là nam hay nữ thì cũng đều không chống lại được sức hút của người này. Chu Dương cũng nên thể hiện sự tôn trọng với một người như vậy mới phải. Ồ, làm dáng thế này để đi hẹn hò với con hồ ly tinh nào đúng không? Linh Ngọc không quản lý chồng mình đi à? Chu Dương vừa chỉnh trang được một nửa, có vài chỗ anh còn chưa thấy ổn lắm thì đột nhiên đã nghe có giọng nói chói tai của một cô gái vang lên. Không cần nhìn Chu Dương cũng biết người đang lên tiếng là ai. Giọng nói này mang ngữ điệu ghen tuông chua loét, e rằng chỉ có cô sếp không đáng tin cậy của mình mới có thể phát ra được giọng điệu như vậy. Dường như kể từ cái lần Thẩm Bích Quân đỡ cho Chu Dương một nhát dao chí mạng, thái độ của cô với anh cũng đã thay đổi 180 độ. Nói thế nào đây nhỉ? Dường như bỗng chốc Thẩm Bích Quân lại xem trọng anh hơn, thậm chí coi anh là món đồ của riêng mình cô. À! Đương nhiên Thẩm Bích Quân vẫn thừa nhận sự thật tạ Linh Ngọc là vị chủ nhân số một của Chu Dương. Chu Dương quay đầu, thấy Thẩm Bích Quân đang kéo tạ Linh Ngọc đứng trước cửa phòng mình, nhìn anh với vẻ đầy ẩn ý, quan sát anh từ đầu tới chân, cứ như thể muốn nhìn xuyên thấu cả người anh. Hai người tới đây làm gì? Chu Dương cạn lời, vẻ mặt của người phụ nữ này là sao đây? Chẳng lẽ cô định đi đánh ghen ư? Sao, bọn tôi không tới đây được à? Bọn tôi không tới thì làm sao thấy được anh ăn diện chỉnh chu thế này, định đi gặp ai đấy mà trang trọng thế. Thẩm Bích Quân buông tay tạ Linh Ngọc ra, cô tiến vào phòng, bước tới trước mặt Chu Dương, quan sát Chu Dương từ trên xuống dưới thật cẩn thận thêm lần nữa, rồi sau đó đột nhiên ghé sát lại gần anh. Chương 412, vợ và sếp đều muốn đi cùng. Trong nháy mắt, đầu Chu Dương xuất hiện dấu chấm hỏi. Chuyện gì thế này? Cô đang làm gì vậy? Có cần nói quá như thế không? Chu Dương cảm thấy cạn lời, chẳng lẽ cô nàng Thẩm Bích Quân này đã nghe được điều gì đó về anh, sao lại nhìn anh bằng cái kiểu đầy ẩn ý như vậy? Ha ha, nói quá hả? Chu Dương, xem ra anh vẫn còn chưa hiểu rõ bản thân mình cho lắm. Thẩm Bích Quân duỗi một ngón tay ra, khẽ phe phẩy. Trong trí nhớ của tôi, cho dù là trong trường hợp nào, ví dụ như lần trước anh tới Trương gia, hay lần anh tới tiệc tối của Giang gia. Chúng tôi cũng chưa từng thấy anh ăn mặc long trọng như vậy. Khiến cho chúng tôi nghĩ là anh không quan tâm tới ăn mặc, nhưng hôm nay anh lại đánh trống khua chiêng như vậy, nếu như nói không có chuyện gì gạt tôi và Linh Ngọc, tôi chắc chắn không tin. Thẩm Bích Quân nói như chém đinh chặt sắt, giọng điệu cực kỳ kiên quyết. Hơn nữa, ánh mắt cũng vô cùng sắc bén. Giống như chỉ cần Chu Dương không giải thích thành thật, thì trong nháy mắt sẽ bị ánh mắt của cô trực tiếp chặt thành tám khúc. Nếu đổi lại là người có tính tình mềm yếu, lại hơi nhát gan đứng trước mặt Thẩm Bích Quân, thì sợ rằng đã thật sự bị cô ấy dọa sợ rồi. Nhưng mà Chu Dương biết rõ cô sếp không đáng tin này của mình là người như thế nào. Cùng lắm thì cô cũng chỉ được cái to mồm thôi, hoàn toàn chẳng làm ra được chuyện gì cả. Lúc trước quản lý của cửa hàng trụ sở chính đã báo cáo một việc với tôi. Hôm nay tôi sẽ đi gặp một người, trao đổi với họ về chuyện trở thành người đại diện hình ảnh của cửa hàng trụ sở. Nhưng khi ánh mắt lướt qua tạ Linh Ngọc vẫn luôn đứng ngoài cửa, Chu Dương không tiếp tục giấu giếm nữa, anh tỏ vẻ nhận thua nói rõ hết mọi chuyện. Chu Dương có thể giả ngây giả dại, coi như không biết đối với thái độ của Thẩm Bích Quân, có thể cùng cô ấy vui đùa một chút. Nhưng đối với tạ Linh Ngọc, người vợ hợp pháp của anh, cũng là người phụ nữ duy nhất có quyền được biết. Chu Dương sẽ không làm gì khiến cô nghi ngờ. Dù sao tình cảm giữa hai người trong 3 năm qua đã dần dần bấp bênh, đang trên bờ vực tan vỡ rồi. Nếu như không muốn chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này, Chu Dương không được nói dối tạ Linh Ngọc, hoặc là làm chuyện có lỗi với cô. Người đại diện hình ảnh. Thẩm Bích Quân nhanh nhạy bắt được trọng điểm trong lời nói của Chu Dương, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Chu Dương.
có sát khí. Chu Dương dùng mình. Hiện tại, cửa hàng trụ sở chính của công ty Danh Dương đã phát triển rất thuận lợi, nhưng sau khi trải qua một khoảng thời kỳ đỉnh điểm, thì sau này lại trở về tình trạng bình thường. Lúc này lựa chọn một người trở thành người đại diện hình ảnh là một việc cực kỳ quan trọng để gắn kết khách hàng. Hơn nữa trước kia Trương Di Tâm là quản lý của cửa hàng mỹ phẩm Mỹ Thần, cô ấy có kinh nghiệm rất phong phú. Đây là chủ ý mà cô ấy đề xuất, người kia cũng là người mà lúc trước cô ấy đã chọn, tôi chỉ đi xác nhận lại, rồi xác định với đối phương về đãi ngộ cuối cùng thôi. Chu Dương cố gắng nói qua loa, giống như tất cả mọi chuyện này không liên quan chút nào tới bản thân. Nếu không phải vì vấn đề quyền hạn, thì một mình Trương Di Tâm có thể xử lý tất cả chuyện này, mà việc anh tham gia lần này chẳng qua cũng chỉ là làm đúng quá trình thủ tục thôi. Nói như thế, thì cho dù là Thẩm Bích Quân cũng khó có thể tìm thấy sơ hở nào. Trong lòng Chu Dương tự đắc, anh cảm thấy trong trận đấu lần này, bản thân đã toàn thắng Thẩm Bích Quân. Chung quy mấu chốt nằm ở chỉ số thông minh mà. Chuyện là như thế đấy, để tỏ lòng tôn trọng với đối phương, đương nhiên tôi phải sửa soạn thật tốt. Nhưng mà cũng chỉ ăn diện hơn bình thường một chút thôi, không còn vấn đề gì nữa đúng không? Chu Dương nhướng mày, cười nói. Ừ, đúng là như vậy. Thẩm Bích Quân tay chống cằm nhìn Chu Dương, không ngờ lại thất thần mất một lát. Chu Dương bất chợt cảm thấy cạn lời, rốt cuộc là sao vậy, rõ ràng vừa rồi còn tỏ vẻ dương cung bạt kiếm, sao bây giờ lại thất thần rồi? Nhưng cứ mặc kệ cô nàng Thẩm Bích Quân này đi, Chu Dương nhìn về phía Tạ Linh Ngọc. Hôm nay hai người có việc cần làm sao? Giọng nói rất nhẹ nhàng, giọng điệu khác hoàn toàn khi nói chuyện với Thẩm Bích Quân. Không có. Tạ Linh Ngọc khẽ lắc đầu, giọng nói cũng rất nhỏ. Nếu không phải sự chú ý của Chu Dương vẫn luôn ở trên người cô, thì sợ rằng anh đã không nghe rõ được. Có rồi. Thẩm Bích Quân đang thử người ra thì bỗng dưng kêu lên một tiếng, khiến cho Chu Dương sợ tới nhảy dựng lên. Cố nén tức giận trong lòng, Chu Dương quay đầu lại nhìn Thẩm Bích Quân. Anh trầm giọng hỏi. Thẩm Bích Quân tổng tài, cô có thể đừng la toáng lên như thế được không? Nếu tôi bị cô dọa sợ mà xảy ra chuyện gì, thì cô chịu trách nhiệm hậu quả nhé. Thật sự Chu Dương không có cách nào trị được Thẩm Bích Quân. Mà thật ra quan hệ của hai người trước kia không có thân thiết mấy, cũng chỉ tốt hơn quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường một chút. Nhưng cũng xuất phát từ sự biết ơn của anh đối với cấp trên là Thẩm Bích Quân. Mà chắc rằng Thẩm Bích Quân cũng có kỳ vọng với cấp dưới là anh. Nhưng từ lần đó, anh hít sâu vài hơi, bình lặng lại cảm xúc không ổn định nơi đáy lòng, anh mở mắt ra. Tâm trạng không ổn định trong lòng Chu Dương đã hoàn toàn trở lại như cũ. Chu Dương, hay là tôi với Linh Ngọc cùng anh đi gặp người đại diện hình ảnh này nhé? Dù sao hôm nay chúng tôi cũng không có chuyện gì phải làm cả. Thẩm Bích Quân vui vẻ reo lên, rồi vội vàng bước vài bước đến trước người Tạ Linh Ngọc, kéo lấy Tạ Linh Ngọc, hai người cùng đi đến trước mặt Chu Dương. Không đợi Chu Dương kịp nói cái gì, khóe miệng của Thẩm Bích Quân đã nhếch lên. Không cho phép phản đối, tôi là sếp của anh, Linh Ngọc là vợ anh. Hai người chúng tôi đi cùng anh cũng đâu phải ngồi chơi đâu, còn liên quan tới công việc đấy. Thẩm Bích Quân vươn tay ra nghiêm túc nói, hoàn toàn không cho phép anh từ chối. Những lời Chu Dương định nói, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Đụng phải người sếp thế này, thật khiến cho người ta không biết phải làm sao. Không còn cách nào khác, Chu Dương đành phải đồng ý. Nhưng mà anh đưa ra ba quy ước với Thẩm Bích Quân. Lúc gặp mặt đại sứ hình ảnh, hai người các cô không thể tự ý chủ trương, nói năng tùy tiện. Đồng thời, hai cô cũng không được xen vào chuyện này. Cuối cùng, Chu Dương cẩn thận yêu cầu hai người, không được nảy sinh bất cứ mâu thuẫn gì với đối phương. Sau khi đưa ra ba quy ước, Chu Dương cũng coi như sắp xếp ổn thỏa rồi. Cả người dường như thay đổi 360 độ, phong thái rạng rỡ hẳn lên. Mà lần này Chu Dương cũng coi như đã tốn không ít công sức. Nhìn bản thân trong gương, Chu Dương gật đầu liên tục, xem như cũng tương đối hài lòng. Tối thiểu nhất khi đứng giữa Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và một người khác có thể là Giang Yên, anh cũng sẽ không bị người khác coi thành cóc ghẻ. Trương Tâm Di đã nói qua điện thoại, đối phương yêu cầu gặp mặt ở bờ sông. Nhưng mà sông Trường Giang to như vậy, giống như rồng lớn trên 9 tầng mây. Cho dù con rồng này chỉ có một phần ở Trường Sa thôi, nhưng bữa tối này cũng rất dài. Nếu như gặp mặt, thì tất nhiên không thể gặp ở nơi hoang vắng yên tĩnh được. Mà nơi đã phát triển cũng chỉ có đường Trường Giang ở phía bắc Trường Sa. Toàn bộ con đường Trường Giang dọc theo sông Trường Giang,
uốn lượn cũng phải hơn mấy ngàn mét. Hơn nữa chỉ cách sông Trường Giang một vách ngăn, là một vòng xuyến có chu vi chỉ vỏn vẹn 1.000 mét. Bốn người Chu Dương, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Ngưu Xuyên lúc đến nơi, nhìn đoàn người tấp nập trước mắt, trong lòng cảm thấy hốt hoảng. Chương 413, quả nhiên là cô ấy. Suy cho cùng, dân số toàn bộ Hoa Hạ quả thật quá nhiều, mà Trường Sa là thành phố của tương Tây, hơn nữa bây giờ là thời điểm giao mùa thu đông, nhịp sống của mọi người đã chậm lại ít nhiều, thế nên lại có thời gian ra ngoài chơi. Theo yêu cầu của bên kia, lần này gặp nhau tại một quán cà phê bên bờ sông Trường Giang. Chu Dương không biết tại sao bên kia lại chọn một nơi như quán cà phê như vậy. Tuy nhiên, nếu là yêu cầu của đối phương, Chu Dương cũng không từ chối. Nếu tìm thì cũng nhanh chóng tìm thấy quán cà phê mà bên kia yêu cầu. Quán cà phê Zero. Nhìn vào quán rộng mấy chục mét vuông, bên ngoài treo một tấm biển có chút cũ nát, mấy người nhất thời trầm mặc. Một chỗ như vậy, rốt cuộc tái sao lại tồn tại ở một nơi có giá thuê đắt đỏ như vậy? Chẳng lẽ chủ quán dùng tình yêu để phát điện sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng, hiện tại trong quán không có người, chỉ có một cặp tình nhân đang ngồi trong góc, mà xem ra cũng là sinh viên đại học, mức tiêu thụ cũng vô cùng hạn chế. Mặc dù trong lòng rất buồn nôn nhưng Chu Dương vẫn lặng lẽ bước vào quán cà phê Zero này. Đứng ở tầng 1, tự chỗ mình nhìn thoáng qua, trừ cặp tình nhân kia, cũng chỉ có một nhân viên pha chế hai tay chống cằm xem tivi ở quầy bar. Chu Dương cũng không làm phiền họ, đi thẳng lên tầng 2. Lúc ở tầng 1, mấy người Chu Dương còn cảm thấy cảnh vật trong quán có chút u ám. Mặc dù vẫn bật đèn nhưng lại không hề sáng. Nhưng ngay khi lên đến tầng 2, mọi người đột nhiên cảm thấy sáng rõ. Sông Trường Giang cách đó không xa, cách một tấm kính to là có thể trực tiếp thấy bằng mắt. Tầm nhìn ở đây rất tốt. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Chu Dương. Nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt và sự chú ý của anh đã bị một cô gái ở trong góc thu hút. Lúc này, Chu Dương chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của một cô gái nhưng bóng lưng này cũng rất quen thuộc. Ngoài ra, tầng 2 không có ai. Sau khi xem giờ, thời gian mà đối phương hẹn đã sớm qua rồi. Nếu đây là cố ý đến trễ, thì cũng không cần việc này. Vậy, có phải cô ấy? Trong lòng thầm nghĩ, Chu Dương không do dự bước chân, từ từ chậm rãi đi về phía góc. Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân vẫn đang nhìn cảnh vật bên ngoài. Sau khi thấy chuyển động của Chu Dương, nhất thời trong lòng thấy căng thẳng, vội vàng bước đến. Lúc này, Chu Dương đã đi đến đằng sau người phụ nữ. Xin chào. Chu Dương nhẹ giọng nói, trên mặt nở một nụ cười, trông có vẻ dễ gần, không có chút ý nghĩ xấu, hoàn toàn là bộ dạng của một người tốt, hơn nữa chỉ cần nhìn qua có chút phong độ của một người tốt. Cô gái ấy nghe được lời của Chu Dương, ngay lập tức nhìn qua. Là cô sao? Nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó, Chu Dương hơi kinh ngạc. Mặc dù có chút suy đoán trong lòng, hơn nữa cũng rất tự tin, nhưng sau khi thực sự xác nhận, loại cảm giác này so với tâm tình lúc nãy quả thật không giống. Giang Yến. Thực sự là cô ấy. Sau khi bình tĩnh lại, Chu Dương ngồi đối diện nhìn Giang Yến, không nói gì. Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân cũng nhân thể ngồi trên một cái ghế dài trước mặt họ. Hai bên lúc đó, quá lắm chỉ cách nhau một cái ghế. Thế nào, không quen sao? Thấy Chu Dương không nói gì, Giang Yến cũng không cảm thấy bên kia thất lễ, mà chỉ khẽ che khóe miệng, khẽ mỉm cười. Lúc cười, lông mày của Giang Yến như một lưỡi liềm. Nhìn qua, trông rất đẹp, giống như lộ ra một luồng linh khí. Lúc Trương Tâm Di nói với tôi đã nghĩ có thể là cô. Rốt cuộc, vẻ đẹp có thể khiến cô ấy kinh ngạc, khắp tỉnh Tương Tây, e rằng có thể được đếm trên tay. Hơn nữa, còn ở Trường Sa, phản ứng đầu tiên của tôi chính là cô. Chu Dương mỉm cười, sau đó giống như bắt gặp một người quen, bắt đầu hàn huyên. Đây là lần thứ hai bọn họ gặp nhau. Nhưng nếu tính thật sự, đây là lần gặp mặt thứ ba. Lần đầu tiên là trong bữa tối của Giang gia, Chu Dương đã chủ động tìm Giang Yến để nói chuyện, còn coi cô như tiểu thư của một gia tộc nào đó. Lần thứ hai là tại khách sạn Song Hỷ Lai, Giang Yến muốn vào nghỉ ngơi, nhưng không mang theo giấy tờ tùy thân. Chu Dương giúp cô thuê một căn phòng, sau đó cùng cô đi dạo. Và đây là lần thứ ba, cũng là vì thảo luận về việc Giang Yến trở thành người đại diện của cửa hàng công ty Danh Dương. Nhiều chuyện như định mệnh, loại duyên phận này, thật tuyệt vời. Ít nhất, bây giờ Chu Dương cảm thấy như vậy. Mặc dù anh không nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra giữa anh và Giang Yến, nhưng giữa chừng,
Chu Dương lại có cảm giác rằng Giang Yến có thể là một bước ngoặt trong mối quan hệ của anh với Giang gia. Cụ thể hơn, Chu Dương cũng đoán không được, muốn đoán cũng không được, đơn giản là không phải đoán, không phải nghĩ, cứ thuận theo tự nhiên. Sao cô lại muốn trở thành người đại diện hình ảnh? Tôi còn tưởng. Chu Dương cười hỏi, kỳ thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có sự chuẩn bị nào về việc bên kia sẽ trả lời. Tưởng gì, tưởng tôi là tiểu thư của Giang gia, nên sẽ xem thường việc làm người đại diện sao? Giang Yến cũng cười nói, không có bất kỳ gánh nặng nào với thân phận là tiểu thư của Giang gia. Thực ra, lần đầu tiên đến cửa hàng đó, anh làm bộ như cái gì cũng không biết, ai mà biết anh là ông chủ của cửa hàng, không lẽ, với ai anh cũng cẩn thận dè dặt như vậy sao? Giang Yến cười nói, kỳ thật, chuyện này xem ra khá thú vị. Khi Chu Dương lần đầu tiên đưa cô đến cửa hàng trụ sở chính, anh đã giả vờ không biết gì. Nhưng sau khi trở về với Giang gia, Giang Yến đã biết được rằng cửa hàng này là cửa hàng trụ sở chính đầu tiên của công ty Danh Dương gần đây đang rất nổi tiếng, và Chu Dương chính là chủ của cửa hàng đó. Nhưng điều đó cũng không thành vấn đề. Lý do tại sao tôi sở dĩ muốn trở thành người đại diện hình ảnh là vì tôi vẫn hy vọng có thể làm dịu bớt mâu thuẫn giữa anh và Giang gia. Ít nhất, khi hai bên thực sự gặp rắc rối, sau cùng có cạnh tranh, anh cũng có thể nể mặt tôi, nương tay một chút, chí ít cũng không đuổi cùng giết tận. Giang Yến nhẹ giọng nói, thanh âm có chút trầm thấp. Nhưng những lời này rơi vào tai của Chu Dương, cũng làm cho anh hết sức kinh ngạc. Những lời này của Giang Yến rốt cuộc là có ý gì? Có phải Giang gia đã yêu cầu cô đến thử, hay đây là những gì bản thân Giang Yến muốn nói? Nếu Giang gia yêu cầu Giang Yến đến đây, vậy mục đích của Giang gia là gì? Có phải Giang gia đang tìm đường lui? Tuy nhiên, điều này căn bản không giống với những gì Giang gia đang làm trước mắt. E là hai bên có căng thẳng thì cũng không thể làm như vậy. Vậy đây là những gì bản thân Giang Yến muốn nói? Nhưng tại sao cô lại tin rằng người chiến thắng cuối cùng sẽ là Chu Dương chứ không phải Giang gia? Suy cho cùng, Giang Yến là người của Giang gia, chẳng lẽ không nên hy vọng gia đình mình có thể cười đến cùng sao? Hơn nữa, với thực lực trước mắt Chu Dương, so với thực lực của Giang gia, e rằng sẽ không ai nghĩ rằng người chiến thắng cuối cùng sẽ là Chu Dương. Dù cho tại thời điểm này, đằng sau Chu Dương có là người của Trương gia. Tuy nhiên, Giang gia đã liên minh với Dư gia, Đỗ gia và Đường gia, chỉ về thực lực bên ngoài đã vượt qua cả Chu Dương và Trương gia. Vậy, sự lo lắng của Giang Yến đến từ đâu? Chương 414, Thẩm Bích Quân nóng tính. Cô nói vậy là sao, dù gì cô cũng là người của Giang gia, giờ lại xem trọng tôi thế à? Chu Dương cảm thấy cạn lời. Tôi không phải xem trọng anh, mà là không xem trọng Giang gia. Sau khi Giang Yến nói xong, nhất thời trầm mặc. Một lúc sau, cô mới tiếp tục nhẹ nhàng nói. Kỳ thực, lần này về nước, Giang gia đã cho tôi cảm giác hoàn toàn khác biệt so với vài năm trước đây. Rất nhiều người trong nhà gần như phát điên. Họ quá coi trọng quyền lực và sự giàu có, chẳng lẽ những gì Giang gia có được bây giờ, vẫn chưa có thể thỏa mãn bọn họ sao? Trời muốn cho con người diệt vong, tất yếu cần phải làm người ta điên cuồng. Chu Dương, tôi cảm thấy rằng Giang gia, ngay cả chính bố tôi, đều thật sự đã điên rồi. Mà anh lại thật tỉnh táo, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Đối mặt với người như anh, Giang gia hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Huống chi, tôi luôn cảm thấy rằng anh bây giờ không còn thực sự là anh nữa. Giang Yến nói từng câu, giọng điệu điềm tĩnh từ đầu đến cuối, như thể trong lòng cô không hề dao động. Nói xong, lại là sự trầm mặc. Lúc này đây, Chu Dương cũng để ý đến hàm ý châm biếm tinh tế trong lời nói của Giang Yến. Chẳng lẽ thật sự đúng như cô ấy nói, không có ý gì hơn? Chu Dương không hiểu, nhưng lại biết rằng Giang Yến khác với những người còn lại trong Giang gia. Ngay cả Giang Hành Phương, người sau đó đã chủ động hòa giải với Chu Dương, sau lưng e rằng cũng có những suy nghĩ sâu xa. Nếu để so sánh, Giang Yến giống như một bông sen trong bùn. Ha ha, nếu thực sự bị cô nói trúng, tôi cũng không để cho họ một con đường. Thôi, đừng nói về những điều nhàm chán đó nữa, hay là bàn bạc chuyện trở thành người đại diện đi, cô có ý tưởng gì không? Chu Dương khẽ gật đầu, xem như đáp lại thỉnh cầu của Giang Yến, sau đó liền chủ động đề cập đến chuyện hình ảnh người đại diện. Trong lúc Chu Dương và Giang Yến đang bàn bạc, Thẩm Bích Quân ngồi ghế đằng sau lén lút giỏng tai lắng nghe. Tạ Linh Ngọc và Ngưu Xuyên mặt không chút thay đổi, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Hai người này rốt cuộc đang nói về chuyện gì vậy?
Cứ im lặng một lúc rồi lại cười, chắc chắn phải có một cái gì đó. Thẩm Bích Quân nghiến răng nghiến lợi nói, ống hút trong tay đã sớm bị cô nắm chặt, không biết biến thành hình dạng gì. Linh Ngọc, không lẽ cô không quản sao? Làm gì có chuyện tổng tài lại nói chuyện vui vẻ với người đại diện hình ảnh như thế? Thẩm Bích Quân nhìn không được, nhưng cô ấy không thể trực tiếp qua đó dò xét, cô nhỏ giọng nói. Kỳ thực, giờ này khắc này, trong đầu Thẩm Bích Quân đã tưởng tượng ra nhiều cảnh tượng phía sau. Có hình ảnh Chu Dương với một người phụ nữ xinh đẹp thân mật dựa sát đầu vào nhau. Có hình ảnh Chu Dương ôm hôn tình cảm với một người phụ nữ đẹp. Ngoài ra còn có hình ảnh một người phụ nữ kéo cánh tay Chu Dương, liên tục làm núng. À, tôi chịu không nổi nữa, không được, tôi phải đi nhắc nhở bọn họ, đây là nơi công cộng, không thể cứ trơ mắt nhìn vậy được. Một tiếng hét trong đầu Thẩm Bích Quân, cô lắc đầu dữ dội, ném tất cả những hình ảnh đó ném ra khỏi tâm trí, mạnh mẽ đứng dậy, chỉ hai bước chân đã đến chỗ Chu Dương. Tôi nói các người. Thẩm Bích Quân đang chuẩn bị chất vấn, nhưng khi nhìn rõ hai người, những lời cô vừa chuẩn bị nói ra đột nhiên bị chặn lại trong miệng, không thể cất lên được. Thẩm Bích Quân nhìn người phụ nữ trước mặt, ngẩn ra, hơi ngạc nhiên, nhưng đồng thời, lại cảm thấy rằng đối phương nhìn qua rất quen thuộc, giống như trước đó đã gặp nhau ở đâu rồi. Cô là... Thẩm Bích Quân nhìn kỹ hơn, đột nhiên dường như nhớ ra điều gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt cô đột nhiên trở nên có chút ảm đạm khó coi. Cô là người phụ nữ trong bữa tiệc ở Giang Gia. Từng chữ gằn lên khi hai hàm răng nghiến chặt, ngay lập tức thái độ thù địch của Thẩm Bích Quân đối với Giang Yến đã lộ rõ. Người phụ nữ trong bữa tiệc ở Giang Gia. Sau khi Thẩm Bích Quân nói xong, Chu Dương và Giang Yến đều ngây ngẩn cả người. Ban đầu, Thẩm Bích Quân đột nhiên lao tới, khiến cả hai hơi kinh ngạc. Họ còn tưởng là tên vô lại nào. Nhưng sau khi thấy rõ ràng là một người phụ nữ, lại là một người phụ nữ đẹp, Chu Dương và Giang Yến lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Chu Dương nhận ra Thẩm Bích Quân. Giang Yến theo bản năng cảm thấy Thẩm Bích Quân là một người phụ nữ yếu đuối, không hề có mối đe dọa nào. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Thẩm Bích Quân dường như nhìn thấy điều gì đó khó lường, vừa mất mát vừa tức giận, cô ấy nói với Giang Yến bằng ngữ khí rất tệ. Giang Yến khó hiểu nhìn Thẩm Bích Quân. Hơn nữa, vừa rồi câu người phụ nữ trong bữa tiệc ở Giang Gia của Thẩm Bích Quân càng khiến Giang Yến không khỏi bối rối. Chu Dương cũng lập tức nghĩ tới điều gì đó. Lúc trước ở bữa tiệc ở Giang Gia, Chu Dương để Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc lại, rồi tìm được Giang Yến trò chuyện. Lúc đó, Chu Dương còn tưởng rằng Giang Yến chẳng qua là tiểu thư trong gia tộc. Gặp nhau một lần, thì anh sẽ không gặp lại nữa. Có lẽ tại thời điểm đó, hình ảnh hai người họ đang trò chuyện đã bị Thẩm Bích Quân nhìn thấy. Bây giờ nghĩ lại, Chu Dương nhớ rằng lúc đó anh đã rất cao hứng với Giang Yến, cùng nhau đã về quan điểm và ý kiến của mình về nhiều phương diện. Đại khái, vào thời điểm đó, hình ảnh đó đã bị Thẩm Bích Quân nhìn thấy, bị cô cho rằng là bằng chứng rõ ràng nhất về việc Chu Dương và Giang Yến có tư tình với nhau. Hơn nữa, hôm nay Chu Dương tự mình ăn diện, còn lợi dụng việc gặp người đại diện hình ảnh để che đậy, điều này khiến Thẩm Bích Quân càng tức giận hơn, hận không thể lập tức đem đôi cẩu nam nữ này phanh làm tám mảnh. Thẩm Tổng, sao cô lại ở đây? Thấy vậy, trong lòng Chu Dương biết rằng một điều gì đó rất tệ. Nếu anh không làm gì, e rằng Thẩm Bích Quân sẽ động tay với Giang Yến. Thực sự, không biết người phụ nữ này đã lấy nguồn cơn tức giận ở đâu. Thầm nghĩ, Chu Dương vội vàng đứng dậy, giới thiệu hai người với nhau. Anh thực sự sợ rằng nếu mình chậm một chút, thì Thẩm Bích Quân sẽ bắt đầu ra tay. Thẩm Tổng, đây là Giang Yến, tiểu thư của Giang gia. Giang Yến, đây là chủ tịch của công ty Danh Dương chúng tôi, Thẩm Bích Quân. Việc này không nên chậm trễ, Chu Dương nhanh chóng giới thiệu hai người họ. Lúc này, Thẩm Bích Quân mới phản ứng. Giang Yến, tiểu thư Giang gia. Không phải Giang gia có ác cảm lớn với Chu Dương sao? Làm thế nào tiểu thư đây lại có thể đến gặp Chu Dương, hơn nữa bộ dạng dường như mối quan hệ với Chu Dương cũng rất tốt, hai người cười nói nãy giờ. Đây chắc là lý do thoái thác của Chu Dương. Hừ, bị tôi nhìn ra hết rồi nhé, quả nhiên tôi vẫn có đôi mắt tinh tường, chuyện như này, làm thế nào lại có thể qua mắt tôi? Hai người. Thẩm Bích Quân đang chuẩn bị vạch trần Chu Dương, Tạ Linh Ngọc đột nhiên từ bên cạnh đi đến, nhanh kéo Thẩm Bích Quân định phát hỏa. Giang tiểu thư, xin chào, chúng tôi đến đây cùng Chu Tổng. Chu Tổng nói phải cùng anh ấy xác nhận về chuyện người đại diện nên chúng tôi đã đến để ghi biên bản. Tạ Linh Ngọc giơ cuốn sổ lên.
coi như là bằng chứng cho những gì cô vừa nói. Lần này, không chỉ Thẩm Bích Quân, ngay cả Chu Dương cũng bối rối. Họ không biết Tạ Linh Ngọc định làm gì, từ đâu lấy ra cuốn sổ. Thoạt nhìn, có vẻ khá giống sổ của anh. Chương 415, Giang Hành Nguyên khống chế con gái. Nhưng trên thực tế, lại lộ ra rất nhiều sơ hở. Chẳng qua lúc này, nhiệm vụ chính của Tạ Linh Ngọc là ngăn chặn Thẩm Bích Quân, để cô ấy không làm phiền Chu Dương và Giang Yến. Tạ Linh Ngọc tin tưởng vào lời giải thích vừa rồi của Chu Dương. Bởi vì Chu Dương trước giờ chưa từng nói dối cô. Sau khi kéo Thẩm Bích Quân trở lại, Tạ Linh Ngọc liền đặt cuốn sổ sang một bên, nhẹ lắc đầu với Thẩm Bích Quân đang nghi hoặc khó hiểu. Linh Ngọc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhìn thế này, hai người họ có gian tình đó. Làm sao cô có thể nhắm mắt làm ngơ, còn giúp anh ấy nói chuyện? Bây giờ Thẩm Bích Quân hết sức tức giận, Chu Dương đáng ghét, không giúp cô nói chuyện thì đã đành, vậy mà còn nói giúp cho Giang Yến. Nói rất dễ nghe, tiểu thư Giang gia, nhưng trên thực tế lại không biết tiểu hồ ly tinh từ đâu đến. Không sai, vào lúc này, Thẩm Bích Quân đã xác nhận, giữa Chu Dương và Giang Yến nhất định có bí mật không thể tiết lộ. Vốn dĩ Tạ Linh Ngọc cũng ở đây, cô ấy là vợ hợp pháp chính thức của Chu Dương, lẽ ra có quyền uy cao nhất, có thể ngăn chặn tiểu hồ ly tinh đó rất tốt. Nhưng Thẩm Bích Quân không ngờ Tạ Linh Ngọc lại giúp Chu Dương. Thẩm Tổng, chắc hẳn là cô hiểu lầm rồi. Giữa Chu Dương và Giang Yến không có vấn đề gì, thực sự chỉ đang thảo luận về chuyện người đại diện hình ảnh. Tạ Linh Ngọc khẽ nói. Trời ơi, em gái tốt của tôi ơi, đàn ông đều không phải là thứ gì tốt lành. Cô sao có thể nghe tin lời nói một bên của anh ấy được? Thẩm Bích Quân vừa nghe thấy, đây là Tạ Linh Ngọc không muốn quản. Trong lòng lập tức lo lắng, vội vàng khuyên nhủ. Chu Dương trước giờ chưa từng lừa gạt tôi, cũng chưa hề nói dối. Tôi tin vào anh ấy. Còn về mọi chuyện có thật hay không, sau này chúng ta có thể biết được. Nhưng Linh Ngọc lại rất cố chấp, kiên định đứng về phía Chu Dương. Thẩm Bích Quân đành chịu, trong lòng nặng nề thở dài. Khi nghĩ đến ánh mắt của Giang Yến nhìn về Chu Dương, thân thiết như thế. Đột nhiên, trong lòng Thẩm Bích Quân nảy sinh một cảm giác nguy hiểm. Thật xin lỗi, Thẩm Tổng có thể đã hiểu nhầm gì đó. Chu Dương cũng hơi xấu hổ, vội vàng giải thích. Anh không muốn Giang Yến hiểu lầm anh, hiểu lầm Thẩm Bích Quân. Dẫu sao hai bên vẫn phải hợp tác trong tương lai, nếu trong lòng có hiểu lầm thì không tốt. Không sao, tôi có thể hiểu. Giang Yến cười nói, biểu cảm không mấy vui vẻ. Trong lòng Chu Dương thở phào nhẹ nhõm. Bất kể Giang Yến có thực sự không để ý hay không, có thực sự đã hiểu hay không, ít nhất bây giờ biểu hiện có vẻ là như vậy. Thực ra, Thẩm Tổng vừa nãy có thể đã hiểu lầm cô. Cô có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong bữa tiệc tại Giang gia không? Tôi nghĩ có thể lần đó Thẩm Tổng đã nhìn thấy, còn cho rằng giữa chúng ta có gì đó nữa. Ha ha! Chu Dương cười hơi ngượng ngùng, bị Thẩm Bích Quân làm ầm ĩ khiến anh khó nói chuyện trước mặt Giang Yến. Có điều may là Giang Yến không hề quan tâm đến những chuyện này. Sau khi khẽ nói vài câu không để ý, Chu Dương cũng hiểu rõ suy nghĩ của cô, nên không tiếp tục nói chuyện này nữa. Chủ đề giữa hai người lập tức chuyển sang người đại diện hình ảnh vừa nãy bị Thẩm Bích Quân gián đoạn. Giang gia. Kể từ khi Giang Yến ở đại sảnh phản bác lại Dư Hoa, Dư Hổ, Đường Văn Trung, Đường Thế Văn trước mặt mọi người. Những ngày qua, mấy người đó đã không đến Giang gia nữa. Mỗi lần chỉ có một mình Đỗ Văn đến. Sau vài lần hỏi dò, Giang Hành Nguyên cũng lấy lệ cho qua chuyện. Vào ngày hôm đó, sau khi Giang Yến ra ngoài đi dạo một ngày, thì trực tiếp trở về Giang gia. Giang Hành Nguyên cũng bí mật hỏi bảo vệ đi theo bảo vệ Giang Yến, trên đường đi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng câu trả lời nhận được, đều là không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Điều này cũng khiến trong lòng Giang Hành Nguyên hơi buông lỏng. Cho nên mấy ngày qua, Giang Hành Nguyên đã bớt trông coi Giang Yến, cũng không cử người đi theo Giang Yến mọi lúc. Tiểu thư có ở đây không? Lần này, sau khi giải quyết một số việc, trở về trang viện của Giang gia, Giang Hành Nguyên nghĩ đến việc mấy ngày không gặp Giang Yến, tùy tiện hỏi một câu. Thế nhưng cơ thể của người giúp việc khẽ run rẩy, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra lời. Bỗng chốc trong lòng Giang Hành Nguyên liền vang lên hồi chuông báo động. Lẽ nào Giang Yến đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Có lời gì thì nói thẳng, ngập ngừng ấp úng, trông thành dáng vẻ gì? Trầm giọng quát hỏi, lúc này không nghi ngờ gì, sự uy nghi của nhị gia Giang gia, Giang Hành Nguyên được bộc lộ,
người giúp việc phút chốc câm như hến. Thưa nhị gia, hôm nay tiểu thư ra ngoài rồi. Một nữ giúp việc nhỏ giọng nói, rất sợ âm thanh to chút sẽ khiến Giang Hành Nguyên tức giận. Suy cho cùng, trước đây không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hả, đi ra ngoài, có biết tiểu thư đã đi đâu không? Có ai đi theo bảo vệ không? Nghĩ đến dáng vẻ sợ hãi vừa nãy của người làm, hơn nữa bây giờ Giang Yến đã thực sự ra ngoài, trong lòng Giang Hành Nguyên lập tức cảnh giác, trầm giọng hỏi. Nếu căn cứ theo trông coi như trước đây, chỉ cần Giang Yến ở Trường Sa thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà mấy ngày này, Giang Hành Nguyên cảm thấy Giang Yến chắc hẳn sẽ không ra ngoài đi lung tung, cho nên việc trông coi cô ấy đã buông lỏng đi nhiều. Thưa nhị gia, tiểu thư không nói đi đâu, cũng không cho phép ai đi theo, nhưng tâm trạng hôm nay của tiểu thư rất tốt. Vào buổi chiều, cô ấy còn đặc biệt ăn diện. Nữ giúp việc khẽ nói, thân là người giúp việc bên cạnh chăm sóc cho Giang Yến, cô ấy cũng rất nghi ngờ về trạng thái hôm nay của Giang Yến. Bình thường, Giang Yến là một nữ thần lạnh lùng, chưa kể người ngoài không thể dễ dàng tiếp cận, cho dù người trong Giang gia cũng không thể tùy ý là có thể nhìn thấy Giang Yến. Nhưng hôm nay, Giang Yến giống như một cô gái nhỏ, trên mặt luôn cười rạng rỡ, hát khẽ. Bắt đầu từ lúc chiều, Giang Yến đã ở trong phòng, đứng trước gương không ngừng thay quần áo. Nữ giúp việc ở ngoài cửa phòng, đã nghe thấy Giang Yến nhiều lần trách móc quần áo trông không đẹp. Nữ giúp việc biết trạng thái của tiểu thư Giang Yến hôm nay giống như dáng vẻ của một người phải đi gặp người mình thích. Lúc đó suy nghĩ này vừa mới nảy sinh trong đầu, thì bị nữ giúp việc lập tức xua tan cái ý nghĩ này đi. Tiểu thư đi gặp người mình thích. Tuyệt đối không có khả năng. Nữ giúp việc hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu chuyện này là thật, Giang gia sẽ biến thành dáng vẻ gì, Giang Hành Nguyên sẽ phát điên đến mức nào. Hả, đặc biệt ăn diện. Thoáng cái, Giang Hành Nguyên nhạy bén nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của nữ giúp việc. Trong nháy mắt, một hình ảnh khiến người ta vừa ngạc nhiên vừa tức giận xuất hiện trong tâm trí của Giang Hành Nguyên. Giang Yến thay quần áo, giày công ăn diện đi ra ngoài. Sau khi nhìn thấy một người đàn ông, lập tức vui vẻ bổ nhào lên, trực tiếp nhào vào trong lòng của người đàn ông đó. Nhưng điều quan trọng nhất là khuôn mặt của người đàn ông dần trở thành hiện thực. Giây tiếp theo, Giang Hành Nguyên nổi giận. Người đàn ông đó vậy mà là Chu Dương. Chuyện này là không thể. Người đâu, đi tìm tiểu thư về đây cho ta. Cho dù nó đi với ai cũng phải đưa người trở lại. Gầm lên giận dữ một tiếng. Sau khi xông lên nổi giận đùng đùng với bảo vệ, Giang Hành Nguyên cảm thấy bản thân sắp hết hơi. Các bảo vệ cũng ngạc nhiên nhìn Giang Hành Nguyên, bọn họ không biết tại sao Giang Hành Nguyên lại tức giận đến như vậy. Tiểu thư Giang Yến đi ra ngoài không phải là chuyện bình thường sao? Lẽ nào còn bắt tiểu thư ở trong trang viên Giang gia mãi ư? Đó không phải là giam cầm sao? Đây là biến thái thích khống chế con gái. Bỗng chốc, trong lòng của mấy người bảo vệ số ít đã oán thầm Giang Hành Nguyên. Chẳng qua Giang Hành Nguyên đã ra lệnh, bọn họ tất nhiên không thể từ chối, từng người họ lập tức đi ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm Giang Yến. Nhị gia, người đâu, nhị gia ngất rồi. Các bảo vệ vừa mới ra ngoài, Giang Hành Nguyên lồng ngực tắc nghẽn, liền ngất đi. Đám người giúp việc cũng hoảng hốt lo sợ. Giang gia bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Nhưng Chu Dương và Giang Yến không hay biết gì về những chuyện này. Bây giờ, họ vừa mới đạt được mục đích hợp tác của đại sứ hình ảnh. Sau khi hẹn 3 ngày sau ký hợp đồng với Giang Yến, Chu Dương liền đứng dậy, nói lời tạm biệt. Lần này, anh đến gặp Giang Yến, ngoài việc liên quan đến người đại diện hình ảnh, còn để xác nhận thân phận người đẹp trong lời nói của Trương Tâm Di. Bây giờ thân phận đã được xác nhận, anh ở lại cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, bên cạnh có một Thẩm Bích Quân có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Chu Dương không muốn chút nữa xảy ra chuyện gì đó không thể ngăn chặn. Chương 416, Thẩm Bích Quân chất vấn. Sau khi Chu Dương và Giang Yến nói lời tạm biệt, dẫn đầu rời khỏi quán cà phê Zero. Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Ngưu Xuyên im lặng đi theo sau anh. Tuy nhiên, không giống Tạ Linh Ngọc và Ngưu Xuyên, Thẩm Bích Quân nhìn vào bóng lưng của Chu Dương, dáng vẻ cực kỳ giận dữ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, không ngừng vung vẫy trên bóng lưng của Chu Dương. Tư thế muốn đánh chết cái đồ lăng nhăng như anh. Có điều Chu Dương trái lại không chút để ý, cho dù nhiều lần quay đầu lại đều nhìn thấy một nắm tay vung vẫy trước mặt, anh chỉ khẽ mỉm cười. Dẫu sao anh biết rõ Thẩm Bích Quân, biết đây chỉ là một cách để cô ấy trút ra cảm xúc không vui trong lòng, không hề thực sự làm gì quá giới hạn với anh.
Sau khi mấy người trở về khách sạn, Thẩm Bích Quân trực tiếp kéo Tạ Linh Ngọc, để Ngưu Xuyên ở ngoài cửa, sau đó hai người phụ nữ bọn họ chặn Chu Dương trong phòng, dáng vẻ như tuyên chiến không đạt được mục đích quyết không từ bỏ. Tuy nhiên, dáng vẻ không đạt được mục đích quyết không từ bỏ chỉ có mình Thẩm Bích Quân. Tạ Linh Ngọc vẫn là dáng vẻ không để ý, lông mày cô thỉnh thoảng khẽ rung cho thấy trong lòng cô cũng không bình tĩnh. Suy cho cùng, Chu Dương cũng là chồng của cô, hôm nay cùng Giang Yến trò chuyện vui vẻ như thế. Dù ít hay nhiều, trong lòng Tạ Linh Ngọc cũng có một cảm giác kỳ lạ. Giống như chiếc bánh chắc chắn thuộc về mình, bây giờ lại bị một con chuột nhỏ nhớ nhung đến. Chu Dương, tốt nhất là anh nên thành thật nói rõ. Có phải anh đã thích tiểu hồ ly tinh đó không? Nếu không tại sao có thể trò chuyện vui vẻ với cô ấy như vậy? Với lại, trước đây anh còn nói từng gặp vài lần, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Thẩm Bích Quân ấn vào vai Chu Dương đang ngồi trên ghế sofa, cô ấy kéo Tạ Linh Ngọc cùng ngồi đối diện Chu Dương. Thẩm Bích Quân trong chớp mắt dường như hóa thân thành một điều tra viên, tư thế giống như bắt buộc phải thẩm vấn rõ ràng Chu Dương. Kết hợp thêm dáng điệu dễ thương làm ra vẻ hung dữ của cô ấy, khiến trong lòng Chu Dương cảm thấy hơi buồn cười. Mặc dù giữa anh và Giang Yến hoàn toàn không có gì, nhưng Thẩm Bích Quân đã thích đoán như thế, vậy thì anh dứt khoát cùng chơi với Thẩm Bích Quân. Dù sao bây giờ việc lớn đang tiến triển vững vàng, anh cũng không có việc gì phải đặc biệt chú ý. Không cho phép nói Giang Yến là tiểu hồ ly tinh, cô ấy là người đại diện hình ảnh của cửa hàng trụ sở chính. Với lại, quả thực tôi từng gặp cô ấy 3 lần. Chu Dương mặt không vui nói, giọng điệu nghiêm túc, giống như rất không hài lòng với Thẩm Bích Quân. Bỗng chốc, thực sự khiến Thẩm Bích Quân bùng nổ cơn giận. Giỏi cho Chu Dương anh, vậy mà trước mặt vợ mình, công khai bảo vệ tiểu hồ ly tinh đó. Hơn nữa, còn từng gặp cô ấy 3 lần. Đợi chút, 3 lần. Thẩm Bích Quân khẽ lên tiếng, trong lòng nhanh chóng hồi tưởng. Trong bữa tiệc tại Giang gia là 1 lần, hôm nay là 1 lần. Trong ấn tượng của Thẩm Bích Quân, Chu Dương và Giang Yến rõ ràng chỉ từng gặp 2 lần. Nhưng Chu Dương lại nói là 3 lần. Điều này cho thấy còn 1 lần nữa, cô hoàn toàn không biết. 3 lần. Giọng nói của Thẩm Bích Quân đột nhiên chói tai, lông mày nhíu chặt, nhìn Chu Dương, trong lòng cực kỳ không vui. Linh Ngọc, cô nghe xem, đây còn là lời nói của người không? Anh ấy lại có thể giấu giếm cô, vụng trộm gặp mặt tiểu hồ ly tinh đó, đây chứng cứ rành rành. Thẩm Bích Quân vô cùng tức giận, kéo chặt cánh tay của Tạ Linh Ngọc, không ngừng tố cáo. Dẫu sao cô ấy chỉ là cấp trên của Chu Dương, cô ấy không có quyền hỏi về những vấn đề riêng tư như vậy. Nhưng bây giờ Tạ Linh Ngọc ở bên cạnh, là vợ chân chính của Chu Dương, đương nhiên có quyền đặt câu hỏi về mọi thứ của Chu Dương. Anh có thể giữ im lặng, nhưng mỗi câu anh nói sẽ trở thành bằng chứng cho Linh Ngọc trừng phạt anh. Thẩm Bích Quân trầm giọng nói, cổ vũ ủng hộ Tạ Linh Ngọc. Chu Dương nhìn Thẩm Bích Quân, lại nhìn Tạ Linh Ngọc, chỉ cảm thấy buồn cười. Anh không ngờ Thẩm Bích Quân lại có thể dở mánh khóe này. Đây rốt cuộc là học từ ai vậy? Được rồi, tôi nói thật, thực ra, sau khi lần trước trở về từ bữa tiệc của Giang gia, tôi đã đi ra ngoài một lúc, hai người có còn nhớ không? Chu Dương bất lực giơ tay lên như đầu hàng, nói ra chuyện lần thứ 2 gặp Giang Yến. Dẫu sao đây cũng không phải là bí mật gì, với lại anh hoàn toàn không có ý định che giấu. Chẳng qua cảm thấy không cần thiết, cho nên không nói ra mà thôi. Nhưng vì bây giờ Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân đều có ý muốn biết, vậy thì Chu Dương tất nhiên sẽ không tiếp tục che giấu. Mọi chuyện chính là như vậy, không chút giấu giếm. Thực ra, trước ngày hôm nay, tôi cũng không điều tra người mà Trương Tâm Di nói là Giang Yến, chỉ là trong lòng có chút suy đoán mà thôi. Chu Dương buông lỏng tay, khẽ cười nói. Nhìn thấy dáng vẻ thẳng thắn vô tư của Chu Dương, Thẩm Bích Quân rơi vào im lặng. Đây đều là sự thật. Hay là Chu Dương có lòng cố tình bịa đặt để lừa dối họ? Thế nhưng chuyện như vậy hoàn toàn không phải là bí mật gì, chưa kể đến Thẩm Bích Quân có thể sử dụng nhiều nguồn lực khác. Cho dù là tùy ý liên lạc với một số tay anh chị địa phương, sợ rằng đều có thể điều tra rõ ràng. Có điều cho dù là như vậy, Thẩm Bích Quân vừa nghĩ đến việc hôm nay Chu Dương gặp Giang Yến, trong lòng vô cùng không vui. Cô đã không vui, chỉ muốn nổi giận với Chu Dương, chuyển hướng sự chú ý. Chấm. Ở phía bên kia, sau khi Chu Dương rời đi, Giang Yến vẫn còn trong quán cà phê, không rời khỏi. Sau vài phút, xác nhận Chu Dương đã thực sự rời đi. Đột nhiên, một cô gái từ từ bước lên tầng 2, đi thẳng đến trước mặt Giang Yến, cười mỉm ngồi xuống,
chống cằm nhìn Giang Yến, khóe miệng nhếch lên một độ cong đẹp mắt. Sao vậy, cậu ta là người đàn ông mà em thương nhớ sao? Cô gái mỉm cười trêu chọc, như thể rất quen thân với Giang Yến, nói chuyện cũng không hề kiêng nể. Chị đừng nói bậy, anh ấy chỉ là một người bạn gần đây em quen mà thôi. Giang Yến lắc đầu, bình thản nói. Chỉ là trong đôi mắt đẹp ấy, lại lóe lên một tia mơ hồ. Ha ha, Tiểu Yến, khi em nói dối, vẫn thật dễ thương. Em trở lại trường xa cũng đã một thời gian, luôn không rời khỏi Giang gia. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người được gọi là bạn. Chị thì tin, nhưng bản thân em có tin vào chính mình không? Cô gái này dường như đã sớm đoán trước phản ứng của Giang Yến, khẽ lắc đầu, tiếp tục trêu chọc. Giống như trêu chọc Giang Yến là niềm vui của cô ấy. Giang Yến cũng không phản kháng lại lời của cô gái, chỉ im lặng lắng nghe. Nói đi, khi nào em có thể dẫn chị đi gặp cậu ta? Cô ấy thấy Giang Yến im lặng, mỉm cười dựa vào ghế, chân bắt chéo, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng thục nữ, dù sao chỉ cần bản thân thoải mái là được. Hơn nữa, đây là quán cà phê Zero, cả tầng 2 chỉ có hai người bọn họ, cũng sẽ không bị người thứ ba nhìn thấy. Cô ấy căn bản không sợ những điều này. Cho dù người thứ ba nhìn thấy, đối phương sợ là cũng sẽ giả vờ không nhìn thấy, sau đó lập tức nhận tội rời đi. Sau khi sự việc xảy ra, cũng hoàn toàn không dám đề cập đến việc hôm nay nhìn thấy. Chị Linh, chị đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu, hơn nữa, anh ấy đã kết hôn, có vợ rồi. Giang Yến nhìn cô gái đối diện, thản nhiên nói. Giang Yến muốn cố sức làm giọng điệu mình bình tĩnh, không thể nhìn ra điều gì. Nhưng càng như thế, hơi thở trong lời nói của cô ấy càng không ổn định. Thậm chí có thể khiến mọi người cảm thấy rằng tâm trạng lúc này của cô ấy cũng rất không tốt. Chương 417, chị Linh. Có vợ rồi sao? Ai? Người phụ nữ nào vậy? Chị Linh kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn Giang Yến. Cậu ta có vợ rồi, mà em còn trò chuyện vui vẻ với cậu ta như vậy sao? Em bị điên rồi à? Hay là đói khát thèm thuồng quá? Chẳng lẽ mấy năm nay ở nước ngoài, em không có người yêu, bây giờ về nước, lại không kiềm chế được? Chị Linh giọng điệu kinh ngạc âm trầm nói, đồng thời ánh mắt cũng không hề che giấu, liếc mắt thăm dò Giang Yến một lượt, rồi dừng lại trên ngực cô một lát. Chị Linh, chị làm gì vậy? Giang Yến hơi tức giận, tay phải cử động, che ngực lại, trợn mắt nhìn chị Linh. Ha ha, quen rồi, Tiểu Yến đừng để ý, có điều em vẫn chưa trả lời chị đâu đấy. Chị Linh cười ha ha. Không phải, cô ấy là một người luôn rất bình tĩnh, Tạ Linh Ngọc. Giang Yến nói nhỏ, giọng điệu tràn đầy phiền muộn. Ngay cả bản thân cô cũng hết sức bất ngờ, không ngờ có ngày mình lại nảy sinh ưu tư buồn phiền như vậy. Ngoan nào, ngay cả tên của vợ người ta em cũng nghe ngóng được rồi, còn nói không có ý gì với cậu ta, đúng là lừa gạt. Chị Linh tặc lưỡi bĩu môi, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười bí hiểm. Còn Giang Yến đột nhiên cảm thấy mình dường như bị một thứ gì đó kỳ quái nhìn chằm chằm, bỗng thấy kinh hãi. Chị Linh, chị đừng trêu em nữa, em gặp anh ấy, thật ra chỉ để bàn bạc chuyện em trở thành người đại diện quảng cáo cho cửa hàng trụ sở của công ty Danh Dương. Trước kia quản lý của cửa hàng muốn mời em đảm nhiệm hình tượng người đại diện cho cửa hàng, hôm nay đến là để xác nhận chuyện này. Giang Yến kể về mục đích hôm nay gặp Chu Dương. Hình tượng người đại diện, Tiểu Yến, với thân phận gia cảnh của em. Còn cần làm người đại diện cho cửa hàng sao? Trò đùa đó, một năm có thể giúp em kiếm được mấy đồng chứ? Gương mặt chị Linh xem thường nhìn Giang Yến, ngay sau đó lại chuyển hướng câu chuyện. Có điều, nếu em làm hình tượng người đại diện cho công ty họ, vậy thì sau này sản phẩm của bọn họ, có phải em sẽ được tùy ý lấy, tùy ý dùng đúng không? Đã như vậy, thì em phải lấy cho chị mấy chục thùng mặt nạ và cả sữa rửa mặt nhé. Lúc này chị Linh như thể biến thành một người khác. Gương mặt cô ấy đỏ ửng, cặp mắt sáng rực lên, đi thẳng đến trước mặt Giang Yến, say sưa nói. Tựa như, những đồ mỹ phẩm kia có sức hấp dẫn vô cùng lớn với cô. Như vậy sao được, huống hồ, chị cũng đâu thiếu chút tiền đó chứ. Chị muốn lấy nhiều mặt nạ và sữa rửa mặt như vậy, chị dùng được hết sao? Giang Yến không mấy vui vẻ, nói. Ha ha, ai nói chị dùng không hết, chị sẽ phát cho mấy người chị em tốt của chị, mỗi người mấy bộ. Bọn họ sẽ một lòng nghe theo lời chị đúng không? Hơn nữa, có chuyện tốt như vậy sao chị phải bỏ tiền ra để mua chứ? Em cũng không thử nhìn xem quán cà phê Zero, ngay cả một khách hàng cũng không có, thì làm gì có tiền? Chị Linh giọng điệu bất mãn nói.
Giang Yến im lặng nhìn chị Linh, lúc này ánh mắt cô giống như đang nhìn một đứa trẻ thông minh, tràn đầy sự yêu mến. Nhà chị có điều kiện tốt như vậy chị lại không muốn, cứ chạy tới chỗ này, không phải tại chị tự chuốc lấy sao, có thể trách được ai chứ? Giang Yến trầm giọng nói. Giang Yến cũng biết vài chuyện trước đây của chị Linh, nhưng suy cho cùng cũng không phải bản thân cô từng trải nghiệm, cho nên rất nhiều chuyện, căn bản không có quyền lên tiếng, cũng không dễ nói gì. Ngay sau đó, bầu không khí giữa hai người yên tĩnh hơn. Không biết bao lâu sau, những tiếng bước chân vang vọng tới, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người. Tiểu thư, đám người bảo vệ của Giang gia vừa nhìn thấy Giang Yến, thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc thấy một cô gái ngồi đối diện với Giang Yến, tất cả mọi người lập tức thấy yên tâm hơn. Từ khi nhận được mệnh lệnh của Giang Hành Nguyên, đến khi bọn họ tìm được Giang Yến, cũng đã qua mấy giờ đồng hồ. Bọn họ dựa theo tung tích tìm kiếm Giang Yến lần trước, lục soát một lượt khắp Trường Sa. Tìm kiếm rất nhiều nơi nhưng không tìm được Giang Yến. Một tên bảo vệ đột nhiên nhớ ra, lần trước tìm thấy Giang Yến, là lúc cô ấy đang đi dạo bên bờ sông. Vì thế bọn họ mới đi tới bờ sông Trường Giang, lục soát từng chỗ một, mới tìm thấy cô. Đám bảo vệ đi tới trước mặt Giang Yến, hết sức cung kính chào hỏi. Tiểu thư, nhị gia bảo chúng tôi mời tiểu thư về nhà. Tên dẫn đầu đám bảo vệ chính là người lần trước đã tìm thấy Giang Yến. Sau khi hắn chào hỏi và nói rõ mục đích với Giang Yến, liền nhìn cô gái ngồi đối diện với cô. Trong ấn tượng của hắn, ở Tương Tây dường như không gia tộc nào có cô gái như vậy. Nhìn tình cảnh trước mắt, quan hệ giữa cô gái này và Giang Yến tiểu thư cũng không tệ lắm. Hơn nữa, khoảng thời gian Giang Yến trở về Trường Sa, cô ấy căn bản không có cơ hội quen biết người ngoài, nhất thời trong lòng hắn cảm thấy căng thẳng. Chẳng lẽ cô gái này đã làm gì đó với Giang Yến tiểu thư, khiến Giang Yến mất đi khả năng phân biệt tốt xấu, rồi tiếp cận gần với cô ấy? Cô gái này, có ý đồ không tốt, chẳng phải là người tốt lành gì, xem ra sau khi trở về, phải báo cáo với nhị gia mới được. Tên dẫn đầu trong đám bảo vệ đó nhìn chị Linh, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhất thời, quên thu hồi ánh mắt của mình. Vì thế tên đó cứ nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi chị Linh. Điều này khiến những tên bảo vệ sau lưng hắn cực kỳ thán phục, mặc dù ra ngoài làm nhiệm vụ, mà đại ca của bọn họ lại không quên nhìn ngắm chọc ghẹo người đẹp. Trêu chọc người đẹp cũng được thôi, nhưng mấu chốt người đẹp này lại là bạn tốt của Giang Yến tiểu thư. Trời ạ, đại ca muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn gián tiếp mượn cơ hội tiếp cận gần với Giang Yến tiểu thư sao? Đại ca, tâm tư tính toán này của anh thật tỉ mỉ, bọn tôi khâm phục. Nếu anh không thu hồi ánh mắt chó chết kia, tôi sẽ không ngại móc nó ra vứt xuống sông Trường Giang cho cá ăn đâu. Đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn người vừa lên tiếng. Chính là cô gái ngồi đối diện với Giang Yến tiểu thư. Cả đám bảo vệ đồng loạt nhìn sang, hết sức căng thẳng. Lúc này, ánh mắt chị Linh giống như một lưỡi dao sắc bén, hung hãn đâm về phía tên dẫn đầu trong đám người. Mà từ trong ánh mắt này, cả đám bọn họ như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, như thể đối mặt với lưỡi dao sắc bén kia, chỉ cần mình sơ ý một chút, là lưỡi dao sẽ băm mình thành 8.000 mảnh. Đến bọn họ còn cảm thấy như vậy, huống hồ, ánh mắt chị Linh đang nhằm vào mục tiêu chính là tên dẫn đầu đám bảo vệ. Lúc này, hắn như thể vừa rơi vào địa ngục, cơ thể không ngừng run rẩy. Ban đầu, khi bị chị Linh quát mắng, trong lòng hắn còn tức giận, chuẩn bị dạy dỗ cô gái dữ dằn này một trận. Cho dù cô có là bạn tốt của Giang Yến tiểu thư, nhưng dám cả gan nói chuyện với hắn như vậy thì cũng phải trả giá. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, khi vừa cúi đầu chạm phải ánh mắt của cô, hắn như rơi xuống vực sâu, không thể nhúc nhích, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán và cả sau lưng. Được rồi chị Linh, anh ta chỉ là một tên bảo vệ ở Giang gia, chị đừng làm khó anh ta nữa. Đúng lúc này, Giang Yến lên tiếng. Ngay lập tức, đám bảo vệ như nghe thấy âm thanh của vị cứu tinh. Tất cả áp lực trong nháy mắt tiêu tan hết. Lúc này, hắn mới cảm nhận toàn thân ướt đẫm mồ hôi hột. Giọng nói vừa nãy như kéo hắn trở về từ địa ngục. Quá đáng sợ. Cô gái này, rốt cuộc là ai? Hắn không dám hỏi, lập tức cung kính nói lời xin lỗi, sau đó dẫn đám người lùi sang một bên, không dám lên tiếng. Đám bảo vệ nhìn thấy vậy trong lòng thầm nghi hoặc, vừa định lên tiếng hỏi, thì bị ánh mắt của tên dẫn đầu ngăn lại, nhất thời. Tất cả mọi người đều im miệng không dám nói lời nào. Chị Linh, chị cần gì phải tức giận với bọn họ? Giang Yến bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng nói.
Hừ, một bầy chó thì nên có sự tỉnh ngộ của loài chó, nhìn lung tung như vậy chính là không muốn đôi mắt đó nữa. Chị Linh giọng điệu lạnh lùng. Được rồi, chị Linh, chẳng lẽ chị tính ở lại đây mãi sao? Không lẽ cả đời này chị cũng không về nhà? Giang Yến lắc đầu, cũng không có ý định khuyên nhủ chị Linh, huống hồ cô cũng biết, cho dù cô khuyên bảo thế nào thì chị Linh cũng sẽ không nghe. Chương 418, gặp chuyện phiền toái. Nhà, chị làm gì có nhà? Nơi này chính là nhà của chị. Nếu không thì, Tiểu Yến, em để chị vào làm con dâu Giang gia nhà em được không? Thái độ của chị Linh thay đổi nhanh chóng, nhíu mắt lại nhìn Giang Yến, lời nói cũng nhẹ nhàng như trêu đùa. Hừ, chị lại nói những lời này, em không quan tâm đến chị nữa. Giang Yến nhìn thời gian, cũng không còn sớm nữa, quả thật nên trở về. Nếu như không mau chóng về nhà, đám người ở nhà thực sự có thể sẽ nổi giận, sau đó còn có thể phái nhiều bảo vệ đi tìm cô. Giang Yến cũng không muốn như vậy. Được rồi, có điều Tiểu Yến, về sau chỗ chị đây chính là nơi gặp mặt bí mật của em. Ngày nào đó em nhớ thằng nhóc kia thì có thể đưa cậu ta đến đây. Chị bảo đảm sẽ giữ bí mật cho hai người. Trước khi rời đi, chị Linh còn lặng lẽ thì thầm với Giang Yến một câu. Ngay sau đó, gương mặt Giang Yến đỏ ửng lên, thậm chí cả đôi tai cũng đỏ bừng. Nhìn Giang Yến chật vật rời đi, chị Linh cười tủm tỉm, ánh mắt đắm chìm trong suy nghĩ. Bây giờ không biết tận hưởng, đợi đến một ngày em biết mình phải đối mặt với điều gì, chỉ sợ em lại không có cơ hội nữa, trừ khi, em giống chị. Thời gian từng ngày trôi qua. 3 ngày sau, vẫn là ở quán cà phê Zero, Chu Dương, Trương Tâm Di, Giang Yến, chị Linh. Mấy người ngồi mặt đối mặt với nhau. Hôm nay, bọn họ sẽ ký kết hợp đồng người đại diện hình ảnh. Giang Yến thực ra không để ý đến chi tiết hợp đồng. Dù sao cô cũng tin tưởng Chu Dương không động tay chân gì vào bản hợp đồng này. Càng huống hồ, cho dù Chu Dương thật sự có làm gì đó, dựa vào năng lực của Giang gia cũng không sợ. Chu Dương cũng cực kỳ tin tưởng vào năng lực của Trương Tâm Di. Đại khái cũng chỉ nhìn lướt qua hợp đồng một lượt, rất bình thường, không có sai sót hay thiếu đi điều khoản nào, sau đó anh đưa ra quyết định. Ngược lại, Chu Dương hơi ngạc nhiên khi chị Linh đột nhiên có mặt ở đây. Chu Dương mơ hồ cảm thấy chị Linh có chút quen thuộc. Khuôn mặt, ánh mắt này, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng nhớ lại một hồi, khẳng định chưa từng gặp người này, Chu Dương cũng thôi không nghĩ nữa. Sau khi ký xong hợp đồng, Trương Tâm Di ngay lập tức trở về làm việc, chuẩn bị cho việc quay chụp quảng cáo hình ảnh người đại diện. Chu Dương vốn dĩ chuẩn bị đi ăn cơm với Giang Yến, thì đột nhiên một cuộc điện thoại gọi tới làm phiền. Bất đắc dĩ phải xin lỗi Giang Yến, nói rõ lần sau nhất định mời cô rồi vội vàng rời đi. Quán cà phê Zero. Giang Yến lại một lần nữa ngồi đối diện với chị Linh. Lúc đó hai người lại im lặng. Giang Yến trong lòng lúng túng khó hiểu, cứ nhìn trộm chị Linh, cũng không biết nên nói gì. Sao vậy, bây giờ lại ngại nói chuyện rồi sao? Chị Linh giống đã nhìn thấu suy nghĩ của Giang Yến, một lời nói rõ ra. Trước đây dù Giang Yến tranh luận phản bác với mình, chị Linh cũng không quá nghiêm túc. Dù sao lúc đó, cô ấy vẫn chưa gặp mặt và nói chuyện với Chu Dương. Cho nên trong lòng Giang Yến không có gánh nặng gì. Nhưng hôm nay không giống vậy. Vừa nãy hai bên đã gặp mặt nói chuyện, chị Linh đại khái cũng hiểu biết về Chu Dương. Bởi vì như vậy nên Giang Yến càng căng thẳng hơn, sợ rằng bản thân để lại ấn tượng xấu cho Chu Dương, thậm chí lo ngại Chu Dương nghĩ rằng cô không thích anh. Trong lòng âm thầm suy nghĩ những điều này, chị Linh nhớ lại cảm giác lúc nói chuyện phiếm với Chu Dương. Thật kỳ lạ, rõ ràng bản thân dường như có cảm giác quen thuộc với Chu Dương. Nhưng lại không biết loại cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Chị Linh khẳng định bản thân trước kia căn bản chưa từng nói chuyện với Chu Dương. Hôm nay cũng mới là lần thứ hai gặp Chu Dương thôi. Không thể có khả năng trước đây từng gặp mặt. Nào có đâu, chị Linh, chị cũng thấy rồi đấy. Em với anh ấy thực sự không có gì, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Giang Yến bị chị Linh nhìn ra đang chột dạ, cố gắng giải thích. Được rồi, quan hệ bạn bè bình thường, chị biết rồi. Chị Linh liếc mắt, thản nhiên cười nói. Nói thật chị không có cảm giác gì với Chu Dương, thấy cậu ta cũng tạm được, không giống kẻ xấu. Chị Linh cười nói, xem như trấn an tâm trạng không yên của Giang Yến. Đương nhiên rồi, anh ấy đương nhiên không phải người xấu. Giang Yến cười nói, trông giống một đóa hồng nở rộ, tuyệt đẹp.
Chu Dương không hề hay biết bí mật nhỏ lúc đó của Giang Yến với chị Linh. Vốn dĩ anh muốn cũng ăn cơm với Giang Yến và chị Linh, nhưng lại bị một cuộc điện thoại quấy rầy. Nhận được điện thoại, nghe đối phương báo cáo, Chu Dương cũng thấy được mức độ nghiêm trọng của tình hình, ngay lập tức chạy về khách sạn. Khách sạn xong nghỉ lai. Trong phòng, Chu Dương sắc mặt u ám ngồi trên ghế sofa. Ngồi đối diện anh là mười mấy người phụ trách các công ty mỹ phẩm, đã cùng anh đến tỉnh Tương Tây. Trước kia bọn họ hăng hái đi theo Chu Dương, cảm thấy có thể phát tài, giúp công ty tiến được bước xa hơn. Hiện tại thấy bọn họ hầu như đều có chút chán nản. Thậm chí, trên mặt vài người còn có vài vết xanh tím, rõ ràng là bị người khác đánh. Rốt cuộc sao lại như thế này? Nói rõ ràng ra, không được bỏ qua một chút nào cả. Chu Dương trầm giọng nói. Lúc trong điện thoại, bọn họ nói năng ấp úng, chỉ nói rằng ở bên ngoài quá trình mở chi nhánh không thuận lợi lắm, gặp nhiều phiền toái, muốn xin Chu Dương chỉ bảo một chút. Bây giờ vội vàng trở về, chính mắt nhìn thấy vài người bị thương, Chu Dương hết sức tức giận. Cho dù anh có ngu ngốc thì tới lúc này cũng biết rõ. Vừa rồi nói chuyện, bọn họ nói tránh nói giảm, chủ yếu là muốn tìm anh để hỏi cách giải quyết vấn đề. Nếu Chu Dương không xem trọng, chỉ nói tùy tiện trên điện thoại, nhất định sẽ không thấy được tình huống như bây giờ. Chu Tổng, chúng tôi làm theo chỉ thị của anh, cùng nhau hợp tác, chuẩn bị mở chi nhánh ở các thành phố. Hơn nữa một vài nơi chúng tôi cũng tìm được rồi, cộng thêm sự trợ giúp của Trương gia, có thể nói, về cơ bản trình tự đã chuẩn bị đầy đủ hết. Chỉ cần chờ tới khi tiếp nhận cửa hàng ở bên kia, thì có thể sửa sang lại để khai trương. Một người đàn ông trên mặt có một vết thương rõ ràng nói, giọng điệu bất lực. Chu Dương nhìn ông ấy, trong đầu chợt nhớ ra người này là ai. Phó tổng của công ty Mỹ Phẩm Thế Thái ở Đông Hải, Vương Vĩ. Mỹ Phẩm Thế Thái ở Đông Hải, quy mô khá nhỏ. Cùng lắm cũng chỉ có mấy chục triệu. Trong số tất cả các công ty đến mở rộng thị trường ở Tương Tây, có thể nói là công ty có quy mô nhỏ nhất. Mà lúc này mở chi nhánh ở tỉnh Tương Tây, chỉ với sức mạnh của Mỹ Phẩm Thế Thái thì rõ ràng là không làm được. Cho nên ông ấy mới liên hợp với vài công ty có quy mô tương đương công ty của mình, hợp tác lại mở một chi nhánh. Đây coi như là khớp với kế hoạch sắp xếp trước đó của Chu Dương. Ban đầu, với kế hoạch sắp xếp của Chu Dương, cùng sự giúp đỡ của Trương gia, bọn họ đã chọn được một cửa hàng ở thành phố Liễu. Thậm chí tất cả đều đã sắp xếp chuẩn bị xong, chỉ chờ tân trang lại là chi nhánh có thể khai trương. Nhưng đang khi sửa chữa thì gặp phải phiền toái. Không biết một đám người từ đâu lao tới, không hỏi han gì cả, trực tiếp xông tới chi nhánh của chúng tôi đập phá đồ đạc. Vốn đã bắt đầu lắp đặt thiết bị cho chi nhánh, cũng bị bọn họ đạp cho hỏng cả. Chúng tôi tới hỏi chuyện, còn bị bọn họ đánh thành ra như vậy. Giọng nói Vương Vĩ tràn đầy sự căm phẫn. Bọn họ kinh doanh đàng hoàng, không ngờ sẽ gặp phải chuyện như vậy, thật là cực kỳ thô lỗ. Hơn nữa, đối phương còn ăn nói bậy bạ, muốn chúng ta giao ra tiền bảo kê. Không thì về sau cứ nhìn thấy chúng ta lắp đặt cái gì, thì sẽ đập phá cái đó. Chu Tổng, chúng tôi bây giờ thật sự không biết phải làm sao. Chương 419, dò xét 1. Nghe Vương Vĩ nói vậy, lập tức Chu Dương đã cau chặt mày. Không phải trước đó anh chưa từng cân nhắc tới vấn đề này, nhưng lại nghĩ tới việc mình còn có Trương gia, hơn nữa bọn họ mở cửa hàng chi nhánh cũng giúp tăng khoản tiền thuế thu vào của chính phủ. Nên theo lý mà nói, chính phủ cũng sẽ đảm bảo cho các chi nhánh được thành lập một cách thuận lợi. Nhưng giờ Vương Vĩ nói vậy, Chu Dương lại nghĩ ngay tới chuyện không biết liệu có kẻ ngấm ngầm giở trò hay không. Nếu là vậy thì cả tứ đại gia tộc đều rất đáng ngờ. Phí bảo kê, bao nhiêu vậy? Chu Dương khẽ cất tiếng hỏi, anh muốn biết khoản phí bảo kê mà đối phương đề ra với Vương Vĩ là bao nhiêu? Nếu ít thì khả năng cao đây là một tổ chức nhỏ thông thường. Còn mức nếu phí bảo kê này lớn thì rất có thể chân tướng sự việc giống như Chu Dương đã đoán. 5 triệu, Chu Tổng, bọn họ nói phí bảo kê của chúng ta ít nhất là 5 triệu tệ. Còn bảo biết chúng ta là công ty danh dương, cũng biết chúng ta đang phất lên, mỗi ngày đều thu về một khoản doanh số khổng lồ, vậy nên chừng này phí bảo kê này cũng chỉ là chuyện vặt thôi. Nói đến đây, Vương Vĩ nghiến răng nghiến lợi, thầm oán giận tới phát điên. Cứ nghĩ đến chuyện đối phương dùng cây gậy ba khúc chĩa vào trán mình, cất giọng điệu ngang ngược phách lối mà đến tận lúc này Vương Vĩ vẫn thầm thấy ớn lạnh. Dù sao đám người như Vương Vĩ đều là hạng trói gà không chặt, bình thường ở nhà thậm chí còn chẳng dám giết gà, làm cá, đối mặt với loại người như vậy Vương Vĩ cũng chẳng ứng phó nổi. Còn nói lý với đối phương ư?
Tú Tài gặp phải quan binh, dù có lý nhưng không nói nổi cũng là điều hiển nhiên. Và lại, người ta còn chẳng phải quan binh gì, mà là một gã côn đồ chẳng buồn bỏ thời gian nói lý với người ta, họ chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện thôi. Đấm đau thì coi như lời nói của bạn còn có trọng lượng, còn nếu không, thì xin lỗi, dù bạn có lưỡi không xương bốc phét đến đâu, người ta cũng chẳng coi là cái thá gì. Chu Tổng, anh cũng biết cửa hàng trụ sở chính mới đạt được doanh thu khổng lồ như vậy, hơn nữa diện tích của nó lại lớn, chủng loại sản phẩm và nguồn hàng phong phú, nhưng cửa hàng chi nhánh chúng ta mở lại chẳng bằng nổi 1/5 trụ sở chính, doanh số hàng ngày không nhiều được tới vậy, 5 triệu tệ thậm chí còn bằng cả lợi nhuận 1 năm của cửa hàng chi nhánh. Vương Vĩ kể khổ. Những khoản tiền này người khác không rõ, nhưng những người ở bên Chu Dương suốt chặng đường dài như bọn họ lại biết rõ mồn một. Nếu cửa hàng chi nhánh nào cũng được như cửa hàng trụ sở chính, doanh số tiêu thụ đạt mấy trăm triệu mỗi ngày thì e rằng số người muốn tham gia làm ăn trên cả nước đã nhiều không đếm xuể. Đến lúc ấy thì làm gì còn tới lượt người của một công ty nhỏ như họ, đừng nói tới chuyện ăn được miếng thịt, mà uống hớp canh thôi cũng đã là hy vọng hão huyền. 5 triệu tệ, đúng là quá ngang ngược rồi. Chu Dương cười khẩy, nói, lòng anh đã hiểu rõ. Đối phương cũng chỉ tiện miệng nói ra con số 5 triệu tệ này thôi, chỉ cần đám Vương Vĩ đồng ý, e là sẽ còn những nhóm côn đồ khác tới đòi thu phí bảo kê. Hơn nữa, hôm nay là 5 triệu, vậy thì ngày mai liệu có tăng giá không? 10 triệu? Hay 20 triệu? Chuyện này không phải là không có khả năng. Được rồi, chuyện này tôi rõ rồi, mấy hôm nữa mọi người hãy nghỉ ngơi trong khách sạn, còn bên cửa hàng chi nhánh hãy tạm ngừng công việc lại, đợi thông báo của tôi. Sau khi trấn an đám Vương Vĩ, Chu Dương cũng lâm vào trầm tư. Anh không kiềm chế được ý nghĩ, trước đây người đứng đầu Giang Gia Giang Hành Phương đã đích thân tới cửa hàng trụ sở chính tìm anh, nói rõ với anh rằng ông ta sẽ không đối đầu với anh, nói cách khác, Giang Hành Phương sẽ không ra tay với anh. Vậy nên theo lý mà nói Giang Hành Phương sẽ không động vào công ty Danh Dương, kể cả các cửa hàng chi nhánh đứng tên anh mới đúng. Vậy nếu chuyện này là do Giang Gia sắp đặt thì chắc hẳn Giang Hành Nguyên là người đứng sau rồi. Dù sao thì ban đầu anh cũng đã phá hỏng bữa tiệc ông ta tổ chức để kén chồng cho Giang Yến. Từ đó hai người cũng kết thù với nhau. Vậy nên Giang Hành Nguyên cũng có đủ lý do để ngấm ngầm ra tay cản trở việc khai trương của cửa hàng chi nhánh. Trừ Giang Gia Gia, thì Dư Gia, Đỗ Gia và Đường Gia cũng có khả năng ra tay. Đặc biệt là Dư Gia và Đường Gia. Dù sao, trong buổi tiệc của Giang Gia, Chu Dương đã đánh cho Dư Hổ của Dư Gia và Đường Thế Văn của Đường Gia một trận, khiến hai gia tộc này phải ê chề xấu hổ. Thế là coi như anh cũng đã kết thù với họ. Còn về phần Đỗ Gia thì rất có thể do tứ đại gia tộc đã thống nhất ý kiến, Đỗ Gia cũng không thể không nhúng tay vào. Nói như vậy, dù rằng chuyện lần này trông có vẻ chỉ như vài tên côn đồ tham lam uống nước không chừa cặn, hét giá đòi tiền phí bảo kê trên trời thôi. Nhưng thực chất lại là một đòn phá rối của bốn đại gia tộc dành cho công ty Danh Dương. Lần này Chu Dương tức giận thật sự. Con run xéo mãi cũng quằn. Hơn nữa, Chu Dương anh vốn là con người thiện ác rõ ràng, những người đối xử tốt với Chu Dương, anh sẽ cư xử phải phép với họ, nhưng kẻ nào có thủ oán với mình, Chu Dương cũng sẽ giở thủ đoạn, cho một vố để hủy hoại họ. Sau khi suy nghĩ, Chu Dương vẫn quyết định liên lạc trước với Trương gia. Dạo này không biết Trần Thế Hào chạy đi đâu mà không thấy tin tức gì. Đến cả Chu Dương cũng không hề hay biết tung tích của ông. Thậm chí Chu Dương còn đoán, không biết có phải chừng nào Tôn Liên còn ở khách sạn, Trần Thế Hào sẽ không xuất hiện không? Trương gia. Nghe người làm báo Chu Dương gọi điện thoại tới, nói có chuyện cần thương lượng, Trương Thái Viêm tức khắc lộ vẻ kinh ngạc. Trong ấn tượng của ông, Chu Dương là một người vô cùng tự tin, anh luôn tỏ ra tràn đầy tự tin với tất cả mọi chuyện, hơn nữa Chu Dương cũng rất chắc chắn với các hành động và sách lược của mình. Trước đó khi hai bên thăm dò lẫn nhau, thậm chí Chu Dương còn tỏ ra bình tĩnh hơn cả một gia chủ như ông. Còn lúc này thì hai bên cũng đã tiến hành hợp tác cùng nhau rồi. Các cửa hàng chi nhánh của công ty Danh Dương đã lần lượt được phủ khắp tỉnh Tương Tây. Hơn nữa, việc hợp tác giữa đôi bên cũng rất thuận lợi, không hề gặp phải vấn đề nào. Vậy thì sao giờ cậu nhóc này lại gọi điện cho mình, xảy ra chuyện gì rồi sao? Trương Thái Viêm thoáng nghi ngờ, nhận điện thoại của Chu Dương. Chu Dương, nghe nói cậu có chuyện quan trọng cần bàn bạc, không biết là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cậu không hài lòng với chuyện hợp tác của hai bên sao? Trương Thái Viêm mỉm cười, nói. Nhưng Chu Dương không nhìn thấy được,
dù gương mặt Trương Thái Viêm vẫn đang nở nụ cười nhưng đáy mắt ông lại tràn ngập vẻ nặng nề trầm lắng. Ha ha, lão gia nói quá lời rồi, chuyện hợp tác giữa chúng ta rất suôn sẻ, việc mở cửa hàng chi nhánh cũng tiến triển rất thuận lợi, không có gì mâu thuẫn cả. Chu Dương ngưng lại một lát rồi tiếp tục nói, nhưng lần này giọng điệu của anh nghe thì dửng dưng, như thể chỉ lơ đãng thốt nên câu này. Đúng rồi, lão gia chủ, gần đây tứ đại gia tộc có động tĩnh gì không, ông nghe được tin nào không, có thể nói với tôi chứ? Chu Dương thốt lời rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra anh cũng phải suy nghĩ rất kỹ càng mới nói ra câu này. Theo lý mà nói, những kẻ có thể âm thầm hãm hại công ty Danh Dương cũng chính là người có thù oán với công ty hoặc với Chu Dương anh. Hiện giờ, cả tỉnh Tương Tây này có người của tứ đại gia tộc là đáng nghi nhất. Nhưng kể ra, nếu anh nghĩ được điều này thì người khác cũng sẽ nghĩ ra được. Nếu tứ đại gia tộc đã tính tới chuyện ra tay với mình như vậy thì lại chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này, Chu Dương sẽ đoán được họ là người đứng sau, vậy thì sao họ còn dùng chiêu trò như vậy? Vậy nên, sau khi tư duy theo hướng ngược lại xong, Chu Dương cũng chợt kinh ngạc, trong chốc lát, anh đã nghĩ tới một trường hợp khác. Trương gia. Chương 420, dò xét 2. Đúng vậy, tứ đại gia tộc có thể làm được chuyện này thì Trương gia cũng có thể. Dù rằng hiện giờ Chu Dương và Trương gia đang hợp tác với nhau, cùng bắt tay giúp các cửa hàng chi nhánh của công ty Danh Dương phát triển tại tỉnh Tương Tây nhanh nhất có thể. Nhưng chưa kể đến chuyện hai bố con Trương Luân Trương Đào có thù oán với Chu Dương, trước đó khi Chu Dương đề nghị hợp tác, Trương Luân còn cầm đầu đứng ra phản đối trong cuộc họp của Trương gia. Vậy thì Trương gia cũng đã có động cơ nhất định để hành động. Và lại, rất có thể một con người đa mưu túc trí như Trương Thái Viêm sẽ để mặc cho Trương Luân tự tung tự tác, hoặc ông cũng sẽ ngầm cho phép, hay thậm chí còn nhúng tay vào. Dù sao làm như vậy trông thì cũng như đang tự hại bản thân mình. Nhưng trong kế hoạch của Chu Dương và Trương gia, bên chiếm vị trí chủ đạo là công ty Danh Dương của Chu Dương, còn Trương gia chỉ đóng vai trò trợ giúp, tiếng nói của họ không có nhiều trọng lượng đối với hạng mục hợp tác này. Rất có thể Trương Thái Viêm muốn tăng cao vị thế của mình nên cố tình gây trở ngại cho hạng mục, rồi khi Chu Dương cầu cứu Trương gia, ông có thể đưa ra nhiều điều kiện hơn, thậm chí là khuếch trương mạnh mẽ quyền lực của Trương gia đối với hạng mục này. Sáng tỏ được khả năng này rồi, dù Chu Dương là người từng trải nhưng cũng không khỏi lạnh gáy. Nếu anh không nghĩ tới việc này mà cứ đường đột tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trương gia thì rất có thể sẽ trúng kế của Trương Thái Viêm, uổng công chắp tay dâng quyền lực đến tay Trương gia. Dạo gần đây có vẻ tứ đại gia tộc rất an ổn, tôi lo không biết có phải họ đang âm mưu gì không nên tôi gọi điện hỏi ông. Chu Dương cười, mở lời, anh hoàn toàn không nhắc tới chuyện cửa hàng chi nhánh bị uy hiếp. Anh muốn thử xem rốt cuộc chuyện này có liên quan gì tới Trương gia không? Động tĩnh, không có, tôi cũng không nghe được tin gì, ha ha, Chu Dương, chẳng lẽ cậu gọi điện tìm tôi chỉ vì chuyện này sao? Tôi còn tưởng hạng mục cửa hàng chi nhánh gặp phải chuyện gì nữa. Trương Thái Viêm cười nói, giọng điệu của ông vô cùng bình tĩnh. Chu Dương khẽ cau mày, tạm chưa hiểu rõ lời của Trương Thái Viêm có ý gì. Dò xét, nếu không thì sao đột nhiên ông ấy lại nhắc đến việc hạng mục cửa hàng chi nhánh gặp chuyện. Nhưng vì không muốn bứt dây động rừng nên Chu Dương cũng không nhắc tới chuyện này, chỉ nói dạo gần đây mọi chuyện đều ổn, mình còn chuẩn bị đi chơi khắp tỉnh Tương Tây để mở mang thêm về phong tục cùng những nét đặc sắc của Tương Tây. Hai người lại trò chuyện bâng quơ thêm đôi câu, Trương Thái Viêm lấy lý do tinh thần đang không được tốt để kết thúc cú điện thoại. Sau khi cúp máy, Chu Dương lại im lặng suy nghĩ. Dù có vẻ như anh không nghe ngóng được bất cứ thông tin gì hữu dụng từ Trương Thái Viêm qua cuộc điện thoại này. Nhưng Trương Thái Viêm cũng đã thầm tiết lộ một vài thông tin thông qua những câu đối thoại ít ỏi. Dạo gần đây hạng mục cửa hàng chi nhánh có gặp phải vấn đề gì không? Rồi thì nếu có gặp phải vấn đề, nhất định phải báo với ông, dẫu sao hai bên cũng hợp tác với nhau, Trương gia có nghĩa vụ phải giải quyết những vấn đề như vậy. Tiếp nữa, ông lại nói đất Tương Tây mỗi vùng mỗi khác, không những khác biệt về văn hóa mà trình độ phát triển kinh tế cũng chênh lệch. Nếu muốn mở cửa hàng chi nhánh tại tất cả các thành phố thì khá khó khăn, cũng rất dễ gặp phải một số vấn đề và trở ngại. Thậm chí cuối cùng trước khi cúp máy, Trương Thái Viêm còn nhấn mạnh một câu rằng, có chuyện gì thì cứ nói, Trương gia có thể xử lý được. Đương nhiên Chu Dương biết Trương gia có thể xử lý những chuyện này rồi. Tạm chưa nhắc đến chuyện vấn đề này do ai gây ra, chỉ tính riêng tới địa vị và quyền lực của một trong ngũ đại gia tộc tỉnh Tương Tây là Trương gia thì họ cũng đã đủ khả năng để xử lý những vấn đề này.
Huống chi nếu vấn đề này là do Trương gia hoặc Trương Thái Viêm bày mưu thì ông cũng chỉ cần buông một câu là đã có thể giải quyết, chẳng cần phải tốn bao nhiêu sức lực. Cùng lúc này, tại Trương gia, sau khi cúp máy, Trương Thái Viêm nhíu chặt mày, trông có vẻ như đang thoáng khó xử. Trương Luân và Trương Anh đang im lặng đứng sau lưng ông. Lạ thật, sao lần này tên nhóc đó lại ngoan ngoãn vậy? Trương Thái Viêm mỉm cười, nói, cảm thấy quái lạ trước sự tôn trọng trong lời nói của Chu Dương hôm nay. Dù sao, trong mấy lần trò chuyện gặp mặt trước đó của hai người, Chu Dương cũng không hề tỏ ra ngoan ngoãn như vậy. Chuyện bên kia thu xếp ra sao rồi? Trương Thái Viêm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa mà ngoảnh sang thờ ơ hỏi Trương Luân. Trương Luân căng thẳng, vội đáp. Bố, mọi chuyện đã được chuẩn bị xong xuôi rồi, hơn nữa bên thành phố Liễu cũng đã bắt đầu hành động, theo như thông tin vừa được báo lại, bên đó đóng đã dừng sửa sang, và lại mấy người bên các công ty nhỏ cũng đã không xuất hiện được hai ngày rồi. Trương Luân kính cẩn đáp. Còn Trương Anh đứng cạnh trông lại có vẻ như đang ôm tâm trạng rối bời. Bố, chúng ta làm vậy có phải không được ổn lắm không, lỡ như... Trương Anh định nói gì đó nhưng lại bị Trương Thái Viêm vươn tay cản. Không có lỡ như gì cả, các con phải biết riêng khoản lợi nhuận hàng tháng của hạng mục này cũng đã là một con số lớn rồi, thậm chí còn nhiều hơn cả lợi nhuận một năm của hầu hết sản nghiệp Trương gia chúng ta. Trương Thái Viêm trầm giọng, ông chậm chậm bước lại, ngồi xuống chiếc ghế chạm gỗ, gương mặt ông cũng đã trở lại với vẻ bình tĩnh. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là sự bố trí. Bố trí. Lúc này, hai anh em Trương Luân và Trương Anh đều cảm thấy ngờ ngợ, không biết từ bố trí mà lão gia nói có ý gì. Bọn họ biết công ty Danh Dương mở cửa hàng chi nhánh khắp tỉnh Tương Tây, hơn nữa Trương gia còn bắt tay hợp tác với Chu Dương để hiện thực hóa kế hoạch này. Họ cảm thấy có rất nhiều những cửa hàng chi nhánh không cần thiết, có một vài vùng kinh tế không phát triển, điều kiện sống của những người dân bình thường rất hữu hạn, thậm chí lương tháng của họ cũng chẳng đáng bao nhiêu. Bọn họ là những người không có khả năng mua mỹ phẩm do công ty Danh Dương phân phối, hơn nữa, những người này còn chẳng quan tâm tới những thứ như mỹ phẩm hay dưỡng da. Lương của tôi nuôi thân mình còn khó, anh bảo tôi phải dưỡng da, phải làm trắng da sao? Anh đùa đấy à? Đúng vậy, phải bố trí, bố biết các con nghĩ gì, nhưng đây là khác biệt giữa chúng ta và Chu Dương, có những lúc không thể không công nhận Chu Dương đúng là một nhân tài, có thể nghĩ được những điều mà rất nhiều người bình thường không tưởng tượng nổi. Trương Thái Viêm cười nói, khóe môi in nụ cười hờ hững. Bố à, Chu Dương nghĩ ra được chuyện gì mà con không nghĩ được? Trương Luân không phục, cười khẩy hỏi. Trương Luân luôn ôm thái độ phẫn nộ và khó chịu với Chu Dương, người từng ra tay đánh hai bố con ông ta. Nếu có cơ hội, ông ta sẽ không do dự mà trả lại hết những điều mình đã phải hứng chịu cho Chu Dương, hơn nữa sẽ còn trả gấp đôi. Các con tưởng những cửa hàng chi nhánh này chỉ là chi nhánh thôi sao? Các con quá sai lầm rồi, mục đích của Chu Dương là mượn những cửa hàng chi nhánh này để chiếm cứ thị trường tỉnh Tương Tây, từ những thị trường đang sôi động cho đến nơi có tương lai mờ mịt. Chiếm cứ được thị trường, đứng vững chân rồi thì về sau Chu Dương cũng sẽ mặc sức định đoạt những nơi này. Hơn nữa chẳng lẽ các con không thấy lần này Chu Dương không để công ty Danh Dương của mình tham gia vào chuyện mở cửa hàng chi nhánh sao? Tức khắc, vẻ mặt của Trương Luân và Trương Anh đã trở nên nghiêm túc. Lão gia nói đúng. Không phải bọn họ chưa nghĩ tới chuyện này, chỉ là họ thấy chuyện cũng không đáng là gì nên mới xem nhẹ. Chẳng lẽ không phải vì công ty Danh Dương không gánh nổi khoản phí khổng lồ của hạng mục sao? Dù họ đã hợp tác với Trương gia chúng ta nhưng riêng chi phí xây dựng một loạt các cửa hàng chi nhánh cũng đã vô cùng cao rồi. Sằng bậy, chẳng lẽ các con tưởng với thực lực hiện tại của mình, công ty Danh Dương không lo nổi cho mấy cửa hàng chi nhánh đó à? Dù họ có mở một cửa hàng chi nhánh tại tất cả các thành phố trên tỉnh Tương Tây thì tính tới tính lui, một cửa hàng chi nhánh sẽ tốn khoảng 10 triệu tệ, tỉnh Tương Tây có bao nhiêu thành phố? Chưa đến 30, công ty Danh Dương còn chẳng mất đến mấy trăm triệu đâu, chỉ cần có doanh thu một tuần của cửa hàng trụ sở chính là cũng đủ rồi. Chương 421, nặng nề. Sắc mặt Trương Thái Viêm uy nghiêm, giọng điệu cũng rất nghiêm trọng. Dù sao thừa nhận việc người khác giỏi giang thật sự là một chuyện rất khó. Huống chi, lúc này người ông ta phải thừa nhận lại có vai vế thấp hơn ông những hai bậc, cùng thế hệ với cháu trai của ông ta. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hai đứa con trai, Trương Thái Viêm lập tức nổi giận đùng đùng. Rõ ràng là từ bé đến lớn, lớn lên ở Trương gia, còn được tiếp thu cách giáo dục của quý tộc. Vậy tại sao hai đứa con trai của ông còn không bằng cả một tên Chu Dương nữa?
Nếu các con thấy chuyện này là điều quá mức hiển nhiên, vậy các con thật sự quá kiêu ngạo rồi. Có lòng tin với bản thân là chuyện tốt, nhưng cũng không được có thành kiến với những người khác. Ví dụ như Chu Dương, các con để tay lên ngực tự hỏi bản thân xem, nếu đứng ở vị trí của cậu ta, thì các con có thể làm được như cậu ta không? Trương Thái Viêm ngồi trên ghế, khẽ đong đưa, mắt liếc xéo hai đứa con, ông than nhẹ một tiếng rồi không nói gì nữa. Thật ra những gì ông vừa nói đã đủ rồi. Nếu như hai đứa con trai của ông đủ thông minh, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút thì sẽ có thể lĩnh hội được rất nhiều thứ. Hơn nữa bọn nó ở ngoài xã hội, dù cho cố gắng nỗ lực tới mức nào, cũng không thể học được những kiến thức này. Nhưng mà ngẫm lại, hôm nay Chu Dương đặc biệt gọi điện tới, nhưng dường như nói cũng như không. Trong những lời nói ấy, hầu như đều là lời nói nhảm vớ vẩn, không có một tin tức hữu dụng nào. Trương Thái Viêm vốn nghĩ rằng Chu Dương sẽ cầu xin ông giúp đỡ, nhưng không ngờ ông đã ám chỉ đến vậy rồi, đối phương còn cắn răng không nói. Nghĩ tới đây, cách nhìn của Trương Thái Viêm đối với Chu Dương lại lần nữa tăng thêm một bậc. Trương Luân và Trương Anh ra khỏi phòng, cũng không có nói gì với nhau, mỗi người một hướng đi về phòng của mình. Bọn họ đều đang nhớ lại lời nói vừa rồi của lão gia, nghiền ngẫm kỹ. Thực tế trong lòng bọn họ cực kỳ không phục việc lão gia chủ có đánh giá rất cao về Chu Dương, nhưng lại có vẻ hạ thấp bọn họ. Phải hiểu rằng, bọn họ có xuất thân từ Trương gia, là một trong năm đại gia tộc ở tỉnh Tương Tây này. Từ nhỏ họ đã tiếp thu sự giáo dục tốt nhất. Hơn nữa hiện giờ bọn họ cũng giúp đỡ lo liệu một phần sản nghiệp của Trương gia, thậm chí còn lập được công lớn. Thậm chí còn giỏi hơn cái đám tinh anh lăn lộn nhiều năm trên thường trường kia nữa. Nhưng hôm nay, trong mắt bố của bọn họ, dường như bọn họ còn không bằng Chu Dương. Một tên quản lý công ty mỹ phẩm làm sao có thể so sánh với bọn họ được chứ? Gương mặt Trương Anh bình tĩnh, không nhìn ra điều gì. Lúc đi về phòng của mình, bước chân của ông vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi, cũng không quấy rầy tới bất kỳ ai, đi một mạch vào phòng mình. Ông ấy đang tự hỏi bản thân đã tiếp xúc với Chu Dương rất nhiều lần, hiểu biết của ông về anh, lại thêm một số tin tức biết được ở chỗ Trương Kiệt. Có thể nói ở Trương gia này, ông là người hiểu rõ Chu Dương nhất. Quả thật như những lời của lão gia chủ, Chu Dương thật sự là một nhân tài hiếm có. Nếu anh ở Trương gia, chỉ sợ bọn họ cũng không thể che lấp được ánh hào quang của Chu Dương. Nhưng mà nếu theo như lời của ông cụ nói, Chu Dương còn xuất sắc hơn cả ông, thì thật sự Trương Anh cảm thấy không phục. Chu Dương nhiều nhất cũng chỉ có thành tựu ở ngành mỹ phẩm, công ty Dương danh tuy đang hot, nhưng còn chưa có cách nào xâm nhập vào thị trường cả nước. Thậm chí ngay cả việc chiếm cứ toàn bộ thành phố ở tỉnh Tương Tây cũng cần Trương gia bọn họ giúp đỡ một tay. Nếu nói không khách khí, thì Trương Anh thậm chí còn thấy bản thân còn lợi hại hơn Chu Dương một chút nữa. Nếu không nhiều năm nay, Trương gia không thể nào chỉ dựa vào hai người Trương Thái Viêm và Trương Luân mà chèo chống được. Cho dù hiện giờ phải đối mặt với sự bao vây của tứ đại gia tộc, thì cũng không rơi vào thế bất lợi. Trong đó, công lao của Trương Anh thật sự không nhỏ. Bố, bố đã về rồi. Trương Kiệt trở về phòng, nhìn thấy phòng của Trương Anh sáng đèn, thì biết ông đã trở về. Mấy ngày nay Trương Anh bận rộn ở bên ngoài, đã vài ngày chưa trở về nhà. Hiện giờ Trương Anh về nhà, Trương Kiệt cảm thấy rất vui vẻ. Hơn nữa cậu ấy còn muốn chia sẻ với bố một vài chuyện của Chu Dương. Trương Kiệt kể với Trương Anh một số chuyện của Chu Dương, nói tới Trương Luân, sau khi ông ta từ chỗ gia chủ trở về phòng mình, sự tức giận trong lòng cũng không cần phải che giấu nữa, trên mặt tràn đầy sự căm phẫn. Vừa nhìn qua đã biết ông ta rất tức giận, không có việc gì thì đừng động vào ông ta. Nếu không Trương Luân sẽ cho họ biết, động vào đại thiếu gia của Trương gia sẽ có hậu quả gì. Những lời mà vừa rồi lão gia chủ đã nói ở trong phòng thật sự khiến cho Trương Luân tức muốn chết. Thế nhưng ở trước mặt Trương Thái Viêm, ông ta cũng không phản bác được gì. Chỉ có thể cố nén tức giận vào trong lòng. Bây giờ đã trở về nhà của mình, tất nhiên ông cũng không cần che giấu giấu nữa. Cút ra, tôi không cần những thứ này, đám người làm các người rốt cuộc có xem tôi ra gì không hả? Vừa mới bước vào trong sân, Trương Luân đã nghe thấy một giọng nói tức giận. Sau đó, một đĩa sứ đột nhiên bay tới trước mặt. Chuyện này thật sự khiến cho Trương Luân hoảng sợ. Chẳng lẽ có người muốn ám sát ông sao? Hơn nữa, còn là người của Trương gia. Quả thật là to gan lớn mật mà. Nhìn xuống đĩa sứ vừa né được, Trương Luân hoảng sợ, sau lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi động tác của ông ta chậm một chút, thì đã bị đĩa sứ kia trực tiếp đập trúng rồi,
vậy thì bây giờ ông ta chắc chắn đã chảy máu đầy đầu, sau đó ngất xỉu mất. Láo xược, mấy người đang làm gì đó? Ánh mắt của ông ta quét một vòng, lập tức nhìn thấy trên bàn đá ở một góc trong sân, con trai ông là Trương Đào đang cầm lấy mấy bộ chén đĩa ném liên tiếp ra ngoài. Mà mấy người làm thì nơm nớp lo sợ trốn ở trong góc, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Trương Đào. Lần này, trong lòng Trương Luân lập tức hiểu ra. Đĩa sứ vừa nãy là con mình Trương Đào ném qua. Cái thằng con bất hiếu này. Trương Luân mắng to trong bụng, ông ta bước tới chỗ Trương Đào, sau mấy lần né được chén đĩa ném tới, cuối cùng ông ta đã đến trước mặt Trương Đào, tát thẳng vào mặt hắn một cái. Bốp! Cái tát này vô cùng vang dội, nháy mắt vang vọng cả khoảng sân nhỏ. Mấy người làm đang trốn trong góc càng thêm run rẩy, bọn họ không dám nói gì, cố gắng nép sát vô góc tường, tất cả đều mong bản thân không bị người khác chú ý. Mà vừa rồi Trương Đào còn giống như đang nổi điên, thì lúc này bỗng ngây ngẩn. Em mờ thanh cái tát vang dội, cảm giác đau đớn nóng rát trên gương mặt đã kích thích dây thần kinh của hắn. Hắn bị người ta đánh. Mày! Trương Đào giận dữ, đang chuẩn bị bật lại, nhưng tới khi hắn đứng lên, nhìn thấy bố của mình đang trợn mắt nhìn mình chằm chằm, thì sự tức giận trong lòng lập tức tan thành mây khói. Bố, sao bố lại đến đây? Trương Đào lập tức hoảng hốt, bộ dạng hiện tại của hắn chênh lệch gấp nghìn lần so với sự mong đợi của bố đối với bản thân hắn. Hừ, tại sao bố tới đây hả? Có phải nếu bố không tới, con sẽ cứ buông thả bản thân như thế không? Con không thử nhìn xem bộ dạng hiện giờ của con thế nào? Nếu như bị ông nội con biết, ông ấy sẽ nghĩ như thế nào? Con có còn muốn ở lại trong Trương gia nữa hay không? Trong lòng Trương Luân càng phẫn nộ, cũng vô cùng thất vọng. Đứa con trai này của ông ta trước kia đâu có làm càn thế này, không chỉ phát điên ở trong nhà, hơn nữa nhìn tình hình này chắc còn ra tay cả với người làm. Chuyện này nếu truyền ra, bị lão gia chủ biết được thì hậu quả khó có thể đoán được. Mọi người ra ngoài đi, chuyện hôm nay không được ai nói ra ngoài. Nếu để cho tôi biết có người nói ra ngoài, hậu quả mọi người tự biết. Trương Luân quát một tiếng, đám người làm lập tức cảm thấy thoải mái rất nhiều, vội vàng cúi chào rồi rời khỏi khoảng sân nhỏ. Chương 422, yên lặng theo dõi diễn biến. Chẳng mấy chốc, trong sân nhỏ chỉ còn lại hai bố con Trương Luân và Trương Đào. Xảy ra chuyện gì? Đợi đến khi tất cả những người làm đã rời đi, Trương Luân mới nhìn con trai mình. Dựa trên sự hiểu biết của ông ta về con trai, Trương Đào sẽ không vô duyên vô cớ kiếm chuyện như vậy, ít nhất, đã có chuyện gì đó kích thích hắn ta. Trầm mặc. Nhưng khi Trương Luân hỏi xong, Trương Đào lại im lặng. Hừ, con xem bộ dạng con bây giờ là thế nào? Có ra gì không? Đến cả Trương Kiệt, còn tốt hơn con. Trương Luân trầm giọng mắng. Hơi thất vọng với Trương Đào. Nghĩ bản thân ông ta dù sao cũng là đại thiếu gia của Trương gia, có địa vị cao ở Trương gia, người bình thường căn bản không dám chống lại ông ta. Gần đây Trương Anh tự cho rằng có quan hệ tốt với Chu Dương, bắt đầu đối địch với mình, nhưng kết quả vốn dĩ chẳng cần nghĩ nhiều. Tuy nhiên đứa con trai này của mình, trước đây vô cùng kiêu ngạo, ăn chơi trác táng, mỗi lần gây họa, lại do người bố này thu dọn tàn cuộc, không biết còn muốn gây ra bao nhiêu rắc rối nữa. Bây giờ, Trương Đào lại biến thành bộ dạng sa sút này. Thực sự không hề giống mình chút nào. Trương Kiệt, bố cảm thấy hắn tốt, vậy thì nhận hắn ta là con trai đi. Chỉ là, Trương Luân vừa dứt lời, Trương Đào vẫn luôn im lặng lại đột nhiên bùng phát. Trương Đào đứng bật dậy, hét lên với Trương Luân, mặt đỏ bừng, hai mắt đục ngầu, trên trán nổi gân xanh, nhìn bộ dạng này giống như một con thú phát cuồng. Trương Luân là người khá bình tĩnh. Cũng bị dọa vì sự thay đổi đột ngột này của con trai. Hỗn xược, con có biết con đang làm gì không? Trương Luân nổi giận, ông ta trước giờ chưa từng nghĩ con trai mình dám nói ra những lời này. Trương Luân vô cùng tức giận, trực tiếp đá lên người Trương Đào. Ông quyết định phải dạy dỗ lại đứa con này thật tốt. Mà Trương Đào vào lúc này cũng nổi trận lôi đình, ngay tức khắc xô sát với Trương Luân. Lúc ấy, cả sân nhỏ rơi vào cảnh vô cùng hỗn loạn. Cùng lúc ấy, sau khi nói chuyện điện thoại với Trương Thái Viêm, Chu Dương suy nghĩ kỹ, anh tiếp tục tìm mấy người vương vĩ. Mặc dù suy đoán trong lòng vẫn chưa thể xác nhận, nhưng có một điều, Chu Dương có thể chắc chắn, đó là dựa theo góc độ của Trương gia, bọn họ hy vọng bên mình gặp vấn đề, sau đó phải nhờ đến sự trợ giúp của họ. Trong trường hợp đó, nếu như đám vương vĩ luôn ở khách sạn, không đến chi nhánh bên kia, vậy thì sẽ chẳng gặp phải vấn đề gì,
như vậy cũng không hề dính dáng đến Trương gia. Điểm này, có tác dụng rất lớn trong việc rút lui khỏi thủ đoạn đen tối. Vậy nên, đám người Vương Vĩ bây giờ không những không nên tránh mặt, mà còn phải chủ động trở về thành phố Liễu, xử lý chu toàn đám người đòi phí bảo kê. Chỉ có như vậy, đối phương mới để lộ càng nhiều sơ hở, Chu Dương mới có thể từ đó tìm được một vài manh mối. Sau khi nói về ý tưởng của mình với mấy người Vương Vĩ, Chu Dương im lặng chờ đợi, tất cả những thứ này, thực ra vẫn cần mấy người Vương Vĩ tự mình cẩn trọng cân nhắc, bản thân cùng lắm, chỉ là đề xuất ý kiến để bọn họ tham khảo. Lúc này, mấy người Vương Vĩ rơi vào trầm mặc. Họ đương nhiên tin tưởng những lời Chu Dương nói, nhưng vẫn rất sợ hãi đám côn đồ đến gây chuyện. Nỗi lo sợ trong lòng bọn họ không phải chỉ bằng mấy lời nói của Chu Dương là có thể xóa bỏ. Chu Tổng, thật sự có thể làm vậy không? Chúng tôi sợ một khi đối phương thực sự ra tay, tới lúc ấy chúng tôi lại không thể phản kháng. Vương Vĩ vẫn hơi lo lắng. Kỳ thực không chỉ ông ấy, kể cả mấy người hợp tác kia lúc này cũng vô cùng lo lắng. Suy cho cùng, bọn họ đến tìm Chu Dương, chỉ vì muốn nhờ Chu Dương giúp đỡ. Kết quả Chu Dương trấn an, không cần phải bận tâm. Thậm chí còn muốn bọn họ đối chọi với đám côn đồ đòi phí bảo kê. Nếu bọn họ có đủ khả năng chống chọi, còn đến tìm Chu Dương xin giúp đỡ làm gì? Ngay lập tức, trong lòng mấy người kìm nén không ít sự giận dữ. Chu Dương chỉ khẽ mỉm cười, có thể đoán được ít nhiều suy nghĩ của mấy người Vương Vĩ. Dẫu sao, trải nghiệm như vậy, bản thân trước đây dường như cũng đã từng trải qua, cho nên cũng có chút đồng cảm. Cứ yên tâm đi, tôi nói mấy lời này với mọi người. Là vì bản thân đã chuẩn bị kỹ càng, lần này, đối phương sẽ không uy hiếp đến mọi người được. Tuy nhiên ngay lúc này Chu Dương không có thể giải thích cặn kẽ cho đám Vương Vĩ hiểu, chỉ có thể nói một cách mơ hồ. Dù rằng trong lòng bọn họ bất mãn, ở vào giai đoạn hiện giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Chu Dương tin rằng, chỉ cần anh tự mình tìm ra kẻ nào đứng sau lưng đám côn đồ thì nhất định có thể giải quyết vấn đề này. Tiễn đám người Vương Vĩ, Chu Dương lại rơi vào trầm tư. Lần này, anh sâu sắc cảm nhận được cảm giác bất lực là thế nào. Loại cảm giác bất lực này, không phải bởi vì anh không có biện pháp giải quyết tình trạng khó khăn trước mặt. Mà là đối diện với hoàn cảnh khó khăn, cho dù anh có một vài suy đoán, thậm chí có một số kế hoạch, lại chẳng có ai có thể cho anh kiến nghị thỏa đáng, để anh có thể tự tin thực hiện. Trước đây, bên cạnh Chu Dương luôn có Trần Thế Hào, có thể vào thời khắc quan trọng cho Chu Dương sự trợ giúp và sự tự tin. Nhưng bây giờ, vì sự xuất hiện của Tôn Liên, Trần Thế Hào rời khỏi khách sạn, không để lại bất kỳ tin tức nào, cho dù là Chu Dương cũng không tìm được người. Tôn Liên. Lập tức, hình ảnh Tôn Liên hiện lên trong đầu Chu Dương. Theo lý mà nói, Tôn Liên có thể quản lý quỹ đầu tư thời thượng như vậy, ngay cả khi đối mặt với ham muốn của Dư gia, cũng có thể thoát thân, lại còn khiến Dư gia chịu không ít thiệt thòi, năng lực nhất định không tồi. Lúc trước Trần Thế Hào mấy lần nhắc nhở anh, không nên đến quá gần Tôn Liên của quỹ đầu tư thời thượng, tốt nhất là đừng có bất kỳ giao thiệp gì. Bây giờ nghĩ lại, mối quan hệ bề ngoài giữa Trần Thế Hào và Tôn Liên khi ấy, sợ là, còn có liên quan đến năng lực của Tôn Liên. Trước khi Chu Dương có đủ cơ sở vững chắc, mạo hiểm giao thiệp với Tôn Liên, có thể sẽ chịu thiệt. Hơn nữa, sau đó còn không tìm được đường lui. Nhưng bây giờ, sau khi tiếp xúc một thời gian, thêm cả những biểu hiện mà Tôn Liên thể hiện ra khi ở cùng với Trần Hân, khiến Chu Dương không hiểu sao lại có cảm giác gần gũi với Tôn Liên. Dẫu sao, quỹ đầu tư thời thượng là sản nghiệp của Chu gia, Tôn Liên cũng là làm việc cho Chu gia. Nghĩ đến đây, Chu Dương ngay lập tức quyết định, anh phải tìm Tôn Liên đến làm tham mưu cho mình. Trong khoảng thời gian này, Tôn Liên ngoại trừ cùng Chu Dương đi một chuyến đến Trương gia, về cơ bản là bà ấy vẫn luôn ở cùng Trần Hân, nhẫn nại chờ đợi Trần Thế Hào quay lại. Vì vậy thời gian này, Tôn Liên luôn ở cùng với Trần Hân trong khách sạn Song Hỷ Lai, chẳng khác gì hai mẹ con. Tôn Tổng, bà có ở đó không? Chu Dương gõ cửa phòng Tôn Liên, nhẹ nhàng hỏi. Lúc này, anh không dám chắc chắn người trong phòng đang làm gì, với lại có thể Trần Hân cũng có ở bên trong. Lỡ như thấy được cái gì không nên thấy, lúc ấy, Chu Dương sợ là sẽ bị không ít người chỉ trích. Nghĩ đến khi đó Thẩm Bích Quân có thể trở thành người dẫn đầu chỉ trích mình. Trong lòng Chu Dương không hiểu sao lại hơi rụt rè. Sao vậy? Ngay lập tức, Tôn Liên chậm rãi đáp lại, cánh cửa phòng được mở ra từ bên trong. Chương 423, xin chỉ bảo. Vào đi. Chu Dương nghe xong thì dừng lại một lát, anh hơi do dự. Tôn Liên rốt cuộc có để ý không,
Chu Dương là đàn ông mà Tôn Liên và Trần Hân đều là phụ nữ. Bây giờ như vậy, một người đàn ông như anh liều lĩnh đi vào phòng của phụ nữ, nếu truyền ra ngoài cũng không dễ nghe gì. Yên tâm đi, không có thứ gì là không thể nhìn, vừa hay Hân Nhi cũng ở đây, cậu còn sợ điều gì? Tôn Liên lên tiếng, lần này còn có ý trêu ghẹo. Dù sao, trong mắt Tôn Liên, Chu Dương giống như một cậu nhóc bình thường, khiến Tôn Liên có cảm giác thân mật. Chu Dương sờ chóp mũi, cười ngượng ngùng. Anh ở đây lo lắng, nhưng Tôn Liên căn bản không thèm để ý. Hoặc là nói, ở trong mắt Tôn Liên, anh chỉ là thế hệ sau. Chỉ cần không phải bàn đến chuyện cá nhân bên ngoài, bà ấy căn bản không có gì để che giấu Chu Dương. Chu Dương cất bước vào phòng, không đóng chặt cửa phòng mà để lại một khe hở. Như vậy lỡ may bị người ta thấy, cũng dễ dàng giải thích. Tôn Liên quay lại nhìn thấy hành động của Chu Dương, bà khẽ mỉm cười, không để ý lắm, cũng không lên tiếng bảo Chu Dương đóng cửa vào, thậm chí bà còn không muốn nói gì. Chu Dương sau khi đi vào phòng, thấy rõ ràng mọi thứ trong phòng, lúc này trong lòng mới thả lỏng. Đúng như lời Tôn Liên nói, trong phòng không có gì cần phải kiêng dè. Trần Hân ngồi ở trước bàn, im lặng đọc sách. Nhìn thấy Chu Dương, Trần Hân quay đầu lại mỉm cười, nhưng nụ cười này cũng không che nổi sự lo lắng của cô. Dù sao, Trần Thế Hào cũng là bố của cô, có thể nói là người thân thiết nhất của Trần Hân trên thế giới này. Bây giờ Trần Thế Hào không rõ tung tích, phận làm con trong lòng tự nhiên sẽ vô cùng lo lắng. Anh Chu Dương, nhẹ giọng chào Chu Dương một tiếng, Trần Hân lại quay đầu vào đọc sách. Cô biết Chu Dương tìm Tôn Liên, tất nhiên là có việc cần bàn bạc, cho nên cũng biết điều không dám quấy rầy. Ngồi đi. Tôn Liên ngồi xuống, chỉ tay vào ghế sofa, không chút kiêng dè châm điếu thuốc lên hút. Chẳng mấy chốc, khói trắng từ điếu thuốc chậm rãi tỏa ra khắp căn phòng. Trần Hân ngồi một bên, tựa như không ngửi thấy mùi thuốc lá, không phản ứng gì. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi ư? Tôn Liên hút liền hai hơi, lúc này mới nhìn Chu Dương, nghiêm túc hỏi. Bà ấy biết mặc dù bản thân có quan hệ không tệ với Chu Dương, lúc trước còn cùng nhau đi đến Trương gia một chuyến. Đối mặt với Trương Thái Viêm gia chủ của Trương gia, Tôn Liên lại nói thẳng rằng sẽ duy trì hợp tác với Chu Dương. Nhưng trong lòng Tôn Liên biết bản thân có khoảng cách không hề nhỏ với Chu Dương. Nguyên nhân gây ra khoảng cách này, Tôn Liên cũng có chút suy đoán. Một là nguyên nhân ở Trần Thế Hào, hai là có liên quan đến quỹ đầu tư thời thượng. Suy cho cùng, ngay cả Trần Thế Hào cũng làm việc cho Chu Dương, như vậy Chu Dương biết nội tình bên trong quỹ đầu tư thời thượng cũng bình thường. Ừ, có một số chuyện, tôi có vài ý tưởng nhưng không thể đưa ra chủ ý. Bây giờ chú Trần không có ở đây, đành phải tìm đến Tôn Tổng, muốn nghe quan điểm của bà. Chu Dương nói tràn đầy thành ý. Nếu là đi nhờ vả người khác, cần phải có thái độ của người nhờ vả nên Chu Dương đã hạ thấp điệu bộ hơn, cho dù Tôn Liên lên tiếng từ chối thẳng thừng, cũng không ảnh hưởng gì. Nói ra xem nào. Tôn Liên nhả ra một hơi khói thuốc, thản nhiên nói, hiển nhiên đây là ngầm thừa nhận giúp đỡ Chu Dương. Chu Dương hơi bất ngờ, Tôn Liên không hỏi gì mà trực tiếp đồng ý, khiến anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chu Dương nhanh chóng phản ứng lại, Tôn Liên lúc nào mà chẳng để lại ấn tượng tốt với anh chứ. Cứ như vậy, một khi Trần Thế Hào trở về, có thể nói tốt về bà ấy trước mặt Trần Thế Hào. Nghĩ đến đây, Chu Dương không chút do dự, nói thẳng vào vấn đề mở chi nhánh, chuyện đám người Vương Vĩ gặp phải, và cuộc trò chuyện của anh với Trương Thái Viêm, cùng với những suy đoán của anh. Điều muốn nói rất nhiều, một vài chuyện cần phải giải thích thêm, nên khi Chu Dương nói xong toàn bộ, đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Cơ bản chính là như vậy, bây giờ tôi đoán, sau lưng chuyện này có thể còn có bóng dáng Trương gia. Tôn Tổng bà ở tỉnh Tương Tây đã khá lâu, hiểu biết về Trương gia và Trương Thái Viêm cũng nhiều hơn tôi, theo bà, Trương gia có làm chuyện đó không? Chu Dương trầm giọng hỏi. Trên thực tế, anh quả thật đang hoài nghi Trương gia. Tuy rằng bản thân có quan hệ tốt với Trương Kiệt, còn là bạn học đại học với cậu ấy. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Trương Kiệt vẫn giống trước, không những chẳng hề ngăn cản, mà mấy lần đều bày tỏ sự ủng hộ. Thậm chí, trước đây ở bữa tiệc của Giang gia, cả gia tộc Trương gia chỉ có một mình Trương Kiệt đứng ra ủng hộ anh. Điều này Chu Dương sẽ không quên. Nhưng Trương Kiệt dù sao cũng chỉ là nhị thiếu gia đời thứ ba. Cao hơn cậu ấy, ngoại trừ gia chủ Trương Thái Viêm, còn có 2 người Trương Luân, Trương Anh, và anh họ Trương Đào. Cho nên ở Trương gia, lời nói của Trương Kiệt không có trọng lượng lắm. Hơn nữa,
nếu chuyện này liên quan tới Trương gia, vậy thì nhất định là do Trương Thái Viêm ra quyết định sau khi bàn bạc với Trương Luân và Trương Anh. Trương Kiệt căn bản không biết, thậm chí ngay cả tư cách được biết cũng không có. Hơn nữa, sau vài lần nói chuyện với Trương Thái Viên, Trương Luân và Trương Anh, Chu Dương biết bọn họ hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy. Bầu không khí trong phòng bỗng im ắng, chỉ có âm thanh mở trang sách của Trần Hân. Ừ, chuyện này tôi cũng hiểu đại khái rồi, bây giờ cậu hoài nghi có người nhằm vào chi nhánh mới mở, xui khiến người khác cản trở, thậm chí thu phí bảo kê, đều là kế hoạch của Trương ra sao. Tôn Liên trầm giọng nói, gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm trọng, đôi mắt thanh tú cũng nhíu lại. Hiển nhiên, bà cũng hết sức thận trọng với suy đoán của Chu Dương, không dễ dàng đưa ra kết luận. Ừm, tôi đúng là có suy đoán như vậy, nhưng không thể xác nhận. Dù sao, khả năng có sự can thiệp của bốn gia tộc lớn cũng cực kỳ lớn. Chu Dương gật đầu. Ha ha ha, nhìn bộ dạng buồn bực của cậu này, sao vậy, nếu điều tra ra Trương gia động tay vào, cậu sẽ rất thất vọng hả? Nhìn thấy Chu Dương hơi buồn chán ủ rũ, Tôn Liên khẽ cười nói. Thiện cảm trong lòng đối với Chu Dương cũng tốt hơn. Dù sao, nếu Chu Dương thật sự sẽ thất vọng kiểu như vậy, chứng tỏ Chu Dương cũng không bị xã hội này mài giũa trơn tru, anh vẫn một lòng thật thà ngay thẳng. Điều này đối với Tôn Liên mà nói, còn quan trọng hơn so với việc Chu Dương đạt được thành công trong sự nghiệp. Có lẽ Thế Hào đi theo cậu làm việc, cũng là đánh giá cao điểm này của cậu. Trong lòng âm thầm nghĩ, lại nhớ đến những tin tức bà ấy có được. Trần Thế Hào không chỉ ủng hộ Chu Dương ở Đông Hải, mà ở tỉnh Tương Tây cũng đã hỗ trợ anh vài lần. Thực ra chuyện này vô cùng đơn giản, nó không tệ như cậu nghĩ đâu. Tôn Liên khẽ cười nói, cảm giác như đã tính kỹ từ trước. Sao lại nói vậy? Chu Dương vực lại tinh thần, vội vàng ngồi thẳng lên hỏi. Cậu trực tiếp ngả bài với Trương Thái Viêm. Ngả bài. Lần này Chu Dương hết sức kinh hoàng. Chương 424, ngả bài. Ngả bài. Bản thân vẫn còn nghi ngờ, nhưng không có cách nào xác nhận, cũng không muốn trở mặt với Trương gia cho nên mới hỏi thăm Tôn Liên, vậy mà Tôn Liên lại cho anh một biện pháp như vậy. Cách này vốn hoàn toàn trái ngược với mục đích của bản thân. Đúng vậy, tôi biết chắc chắn bây giờ cậu đang nghĩ, một khi ngả bài sẽ hoàn toàn trở mặt với Trương gia, mà điều này vốn không phải mong muốn của cậu, đúng không? Tôn Liên khẽ cười, hỏi. Chu Dương cũng không ngại gì, thẳng thừng gật đầu thừa nhận. Thật ra cậu giống như đang đứng trước ngọn núi cao, không thể nhìn được bộ mặt thật của nó vậy. Tôn Liên cười nói. Thật ra cậu nghĩ xem, chuyện này chỉ có hai khả năng, một là Trương gia làm, hai là không phải Trương gia làm. Nếu chuyện này không phải Trương gia làm, cậu mở miệng hỏi thăm, ngả bài với Trương Thái Viêm thì chứng tỏ cậu đủ chân thành, muốn duy trì hợp tác hai bên, mà cái này là hợp tác trên cơ sở quang minh chính đại, nếu Trương gia có làm gì mờ ám, tự nhiên sẽ không tính toán nhiều. Huống hồ, cậu và Trương gia thân lắm sao? Lần trước đến Trương gia, tôi đã nhìn ra hình như cậu chỉ quen biết tên Trương Kiệt đó thôi, Trương gia nghĩ cậu thế nào, cậu cần phải để ý hay sao? Cậu chỉ cần xác nhận rằng, Trương Kiệt kia hiểu cậu là được. Tôn Liên chìa ra một ngón tay, tiếp tục nói. Ngoài ra còn có một khả năng, chuyện này từ đầu tới cuối chính là Trương gia làm, vậy thì bây giờ điều Trương gia mong đợi nhất chính là cậu đến xin họ giúp đỡ, một khi cậu xin họ giúp đỡ. Thì họ sẽ có vô số cách khiến việc này không còn liên quan đến họ nữa. Nhưng nếu cậu thẳng thừng ngả bài với họ, e rằng sẽ vượt xa ngoài dự đoán của họ, khiến họ không có sự chuẩn bị, tự nhiên lúc đó sẽ lộ ra sơ hở, sự thật sẽ tự nhiên bị lộ ra. Tôn Liên nói rất nghiêm túc, rõ ràng là đã suy nghĩ rất kỹ, không phải tiện miệng nói ra. Sau khi nghe xong, Chu Dương cũng im lặng cân nhắc, trong lòng không ngừng nghĩ đến hai khả năng Tôn Liên nói. Dần, vẻ căng thẳng của Chu Dương trở nên dịu lại, thư thái hơn không ít. Thì ra là như vậy, xem ra tôi hơi xem trọng bề ngoài, không nhìn rõ bản chất sự việc rồi. Chu Dương mỉm cười, không ngờ mình nghĩ nhiều như vậy mà chuyện thật ra lại rất đơn giản. Chỉ với vài ba câu của Tôn Liên, chuyện khiến mình bối rối cả ngày lại có thể giải quyết nhanh như thế. Đúng vậy đối với anh mà nói, Trương gia cũng không là gì cả, chẳng khác gì Dư gia, Đỗ gia, Giang gia hay Đường gia. Chỉ có một mình Trương Kiệt là bạn học đại học với anh. Nhưng một mình Trương Kiệt ở Trương gia rất nhỏ bé, đến nỗi vài quyết định của Trương gia thậm chí không cần cho Trương Kiệt biết. Nếu đã vậy, Trương gia không thể đại diện cho Trương Kiệt. Anh trở mặt với Trương gia cũng không có nghĩa là trở mặt với Trương Kiệt. Sau khi nghĩ thông suốt điều này,
Chu Dương cười, nhìn Tôn Liên rất chân thành. Tôn Tổng, thật sự rất cảm ơn bà, trước đây tôi vẫn luôn tránh việc trở mặt với Trương gia, xem ra là đâm đầu vào ngõ cụt, nhờ có bà giúp đỡ tôi đã đi ra khỏi ngõ cụt này rồi, ha ha. Chu Dương cười to, cảm thấy gần gũi với Tôn Liên thêm một chút. Thậm chí Chu Dương đã nghĩ hay là kéo gần quan hệ của mình với Tôn Liên. Tuy trước kia Trần Thế Hảo đã mấy lần nghiêm túc nói đừng nên quá gần gũi với Tôn Liên, nhất định phải duy trì khoảng cách. Nhưng sau một thời gian quen biết, cùng với những lời khuyên của Tôn Liên dành cho mình lần này, Chu Dương cảm thấy có lẽ không cần quá đề phòng Tôn Liên như Trần Thế Hảo nói. Thậm chí, Chu Dương còn nghĩ hay là nói thân phận của mình cho Tôn Liên biết, để quỹ đầu tư thời thượng của bà ấy trở thành một trợ thủ mạnh khi trở về Chu gia. Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên đã bị Chu Dương dập tắt. Chưa nói đến việc thân phận của mình bây giờ vẫn là bí mật, nhất định phải giữ bí mật thật cẩn thận. Cho dù là bây giờ, cũng chỉ có Trần Thế Hào và Chu Thiểu Hoa biết bí mật của mình. Những người khác hoàn toàn không biết. Lỡ như Tôn Liên vẫn còn che giấu điều gì đó, trong thời gian ngắn anh không phát hiện được, liều lĩnh nói ra thân phận có mình khó tránh khỏi trở thành một mầm họa. Cho dù không lập tức gặp tai họa, cũng rất có khả năng trở thành một tai họa ngầm. Vì thế sau khi Chu Dương nghĩ lại, vẫn quyết định không nói cho Tôn Liên biết thân phận của mình. Còn về sự trợ giúp của Tôn Liên và quỹ đầu tư thời thượng, chỉ cần bây giờ anh kéo gần quan hệ với Tôn Liên, đến lúc đó một khi cần thiết, Tôn Liên và quỹ đầu tư thời thượng vẫn có thể trở thành trợ thủ của anh. Hơn nữa, lúc đó Trần Thế Hào nhất định sẽ ở bên cạnh anh. Anh lấy Trần Thế Hào làm mồi nhử, Tôn Liên nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nghĩ như vậy, Chu Dương lại cảm thấy tim đập thình thịch. Tuy nhiên anh lại không chú ý đến, dáng vẻ này của mình trong mắt Tôn Liên, chính là có suy nghĩ tung tung. Chu Dương, cậu đang nghĩ gì vậy, nói ra tôi nghe xem nào. Âm thanh lạnh lùng của Tôn Liên chợt vang lên truyền vào tai Chu Dương, giống như tiếng sét giữa trời quang, khiến Chu Dương lập tức tỉnh lại. Tất cả tưởng tượng trong đầu Chu Dương giống như bong bóng vỡ vụn, biến mất không một dấu vết. Hả, không, không nghĩ gì cả, chỉ là một khi sự việc thật sự như tôi đoán. Tôi phải nói với Trương Kiệt thế nào đây? Chu Dương vội vàng giải thích, nhưng anh đâu dám nói ra những điều mình thực sự nghĩ, chỉ có thể tiện miệng bịa ra một lý do, lấy Trương Kiệt ra giải thích. Hừ, tốt nhất là như vậy, nhưng Trương Kiệt kia, nếu thật sự có tình cảm tốt với cậu, thì cậu vốn không cần giải thích riêng với cậu ta sẽ tự hiểu điều cậu làm, không thì người bạn như vậy không cần cũng được. Ánh mắt Tôn Liên ngập tràn nghi ngờ, rõ ràng không tin lời giải thích của Chu Dương lắm. Nhưng Chu Dương đã nói vậy thì bà ấy chỉ có thể chọn tin tưởng. Đồng thời hơi xem thường cách nói của Chu Dương. Đã đến lúc nào rồi, lẽ nào tình nghĩa hồi đại học còn có thể lấy làm cơm ăn? Tôi biết rồi, tôi về trước đây, mọi người nghỉ đi. Nhẹ gật đầu tỏ ý mình sẽ suy nghĩ kỹ, sau khi tạm biệt, Chu Dương lập tức rời đi. Đã quá nửa đêm, anh ở trong phòng cũng không thích hợp. Sau khi Chu Dương rời khỏi đó, Trần Hân vẫn luôn yên tĩnh đọc sách trong phòng đột nhiên xoay người lại, dùng đôi mắt hơi đỏ nhìn Tôn Liên. Dì Tôn, anh Chu Dương đang gặp khó khăn sao? Tại sao lại hỏi như vậy? Vừa nãy cháu giả vờ ngồi đọc sách, hóa ra là đang nghe lén à? Tôn Liên liếc nhìn Trần Hân bằng đôi mắt xinh đẹp, gương mặt đầy vẻ trêu ghẹo. Thực ra bà ấy cũng cảm thấy hơi khó tin. Rốt cuộc Chu Dương có sức hấp dẫn gì, đầu tiên là có một người vợ cực phẩm như Tạ Linh Ngọc. Lại còn có một cô sếp xinh đẹp vô cùng nghe lời anh như Thẩm Bích Quân. Bây giờ xem ra, cảm giác của Trần Hân đối với Chu Dương cũng rất tốt. Chẳng lẽ sức hút của Chu Dương lại lớn đến vậy, nhưng bản thân mình sao chẳng cảm nhận được. Dì Tôn, dì nói gì vậy, cháu đâu có, chỉ là thấy anh Chu Dương mặt mày ủ rũ, rõ ràng gặp khó khăn rồi. Trước đây ở Đông Hải, mỗi lần anh Chu Dương gặp vấn đề nan giải đều đến câu lạc bộ Silver Lake bàn bạc với bố cháu. Bây giờ bố cháu không ở đây, anh Chu Dương nhất định cảm thấy vô cùng khó khăn. Giọng điệu Trần Hân hơi thẹn thùng, nhưng cứ tiếp tục nói, khi nói đến Trần Thế Hào, âm thanh bỗng nhiên trầm thấp xuống. Tôn Liên trở nên trầm lặng, dĩ nhiên bà ấy biết nguyên nhân giọng nói Trần Hân trở nên như vậy, bà khẽ thở dài. Chương 425, chụp hình. Trước kia lúc ở Đông Hải, mỗi lần Chu Dương gặp khó khăn, đều tìm bố cháu bàn bạc. Lần nào bố cháu cũng sẽ giúp cậu ấy sao? Dù lòng Tôn Liên có hơi suy sụp, nhưng lại nắm được mấu chốt trong lòng Trần Hân. Đúng vậy, mấy lần đều vậy, cháu thấy không dưới 10 lần rồi, hơn nữa, có mấy lần, còn có người khác đi cùng anh Chu Dương tới, nhưng cháu không nhận ra họ,
hỏi bố thì ông ấy cũng không nói cho cháu biết. Trần Hân ngẩn người một lúc, không biết tại sao giọng nói gì Tôn Liên đột nhiên lại thay đổi, trở nên nghiêm túc. Lẽ nào trong đó có vấn đề gì? Nhưng Trần Hân nghĩ kỹ lại, cũng không phát hiện chỗ nào có vấn đề, những gì bản thân nói đều là bản thân tận mắt thấy, chứ không hề nói dối. Là vậy sao? Tôn Liên lẩm bẩm, lòng bắt đầu suy tư. Trước kia còn tưởng rằng là vì Trần Thế Hào coi trọng Chu Dương, muốn tạo mối quan hệ với Chu Dương, nên mới ra tay giúp đỡ. Nhưng xem ra, quan hệ giữa Trần Thế Hào và Chu Dương, còn hơn cả những gì mà Tôn Liên nghĩ. Thậm chí, Trần Thế Hào đối với Chu Dương đã vượt qua cả sự coi trọng rồi. Lẽ nào, đây thật sự chỉ là coi trọng tài năng? Tôn Liên để tay lên ngực tự hỏi sự hiểu biết của bản thân về Trần Thế Hào, ông vốn không phải là người như thế, vậy nên sự khả năng này cực kỳ nhỏ. Nếu vậy nguyên nhân là vì Trần Hân. Tôn Liên sớm đã chú ý tới, quan hệ giữa Trần Hân và Chu Dương cũng cực kỳ không bình thường, hơn nữa Trần Hân cũng hơi có ý muốn dựa vào Chu Dương. Lẽ nào Trần Thế Hào là vì Trần Hân mới dùng mọi cách để giúp đỡ Chu Dương? Mà Trần Hân bị Tôn Liên nhìn chằm chằm như vậy, bỗng chốc liền cảm thấy ngại ngùng. Dù cô không phải cô gái từng trải sự đời, nhưng bắt gặp ánh mắt của Tôn Liên, cũng đủ để thấy một số thứ như đúng mà sai trong mắt Tôn Liên. Dì Tôn, sao dì cứ nhìn chằm chằm vào cháu thế? Cơ thể Trần Hân yêu kiều vặn vẹo, tránh đi ánh mắt Tôn Liên. Ha ha, Hân Nhi, cháu có từng nghĩ bố cháu đối xử với Chu Dương tốt như vậy là vì cháu chưa? Tôn Liên cười nói. Vì cháu. Trần Hân chớp mắt, nhất thời không hiểu vì sao. Đúng vậy, bố cháu có thể đã nhìn chúng Chu Dương, muốn Chu Dương làm con rể của mình. Con rể. Trần Hân trợn tròn đôi mắt, lúc đầu còn chưa hiểu ý của Tôn Liên, nhưng chỉ một lát sau, mặt Trần Hân bỗng đỏ bừng như bị bỏng tỏa ra khói trắng. Dì Tôn, dì đang nói gì vậy? Trần Hân vội vàng phản bác, càng không dám nhìn Tôn Liên. Sao, Hân Nhi, lẽ nào cháu không có chút tình ý nào sao? Tôn Liên tiếp tục trêu. Trong mắt Tôn Liên, nếu Chu Dương thật sự ở bên Trần Hân, có lẽ cũng không tệ. Nhưng vấn đề trước mắt, chính là Chu Dương đã có vợ, hơn nữa Tạ Linh Ngọc vẻ đẹp xuất thần, không chỉ không kém cạnh Trần Hân, thậm chí vì nguyên nhân tuổi tác, Trần Hân còn không mặn mà phong tình bằng. Dì Tôn, dì nghĩ nhiều rồi. Anh Chu Dương đã có vợ, hơn nữa, chị Linh Ngọc cũng rất xinh đẹp. Trần Hân nhỏ giọng nói, lúc nhắc tới Tạ Linh Ngọc, rõ ràng không đủ hơi, giống như đã làm sai chuyện, như thể sợ nhắc tới Tạ Linh Ngọc sẽ bị Tôn Liên phát hiện. Ha ha, Hân Nhi, thích thì cứ nói ra, cho dù không có kết quả cũng sẽ không hối hận, dì cũng từng kể với cháu, chuyện giữa dì và bố cháu, giờ nghĩ lại, năm đó đúng là thiếu mất một cơ hội tốt. Tôn Liên cười nói, chỉ là trong nụ cười, tràn đầy cay đắng. Trong căn phòng, giọng nói nhẹ nhàng của hai người phụ nữ, Chu Dương không hề biết, e là anh cũng không có hứng thú biết. Trở về phòng của mình, Chu Dương vẫn đang suy ngẫm lại chuyện mà Tôn Liên vừa nói. Quả thực, theo những gì Tôn Liên nói, trực tiếp lật bài với Trương Thái Viêm là được, nếu không phải ông làm, vậy thì tốt, tôi nhận sai, nhưng nếu là ông làm, cho dù phải trở mặt cũng chẳng có gì cần do dự. Còn Trương Kiệt, cậu ấy là một người không thể đánh đồng với Trương gia. Sau khi hạ quyết tâm, Chu Dương không muốn nghĩ gì khác nữa. Giờ cái anh cần chờ đợi là, bên phía Vương Vĩ có tiếp nhận sự đe dọa kia không? Cứ vậy, ba ngày thấm thoát trôi qua, bên phía Vương Vĩ không có chút phản hồi nào. Tất cả, dường như đều vững vàng tiến lên. Thậm chí, khoảng thời gian này, bốn gia tộc lớn đều không có động tĩnh gì, giống như trước kia khi đã sẵn sàng hành động. Nhất thời đều tan thành mây khói. Cùng lúc đó, hợp đồng liên quan đến người đại diện hình ảnh cửa hàng trụ sở chính của công ty Danh Dương và Giang Yến cũng đã ký kết, từ giờ phút đó, Giang Yến sẽ trở thành đại sứ hình ảnh của công ty Danh Dương. Dưới sự sắp xếp của quản lý cửa hàng, Trương Tâm Di đã bắt đầu liên hệ khắp nơi, chuẩn bị một tổ quay phim cho Giang Yến, đầu tiên sẽ phát tán tin tức này khắp Trường Sa thậm chí là Tương Tây. Chu Dương cũng cẩn thận dò hỏi ý Giang Yến. Làm như vậy có khiến cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan hay không? Suy cho cùng, Giang Yến là người của Giang gia, mà giữa Chu Dương và Giang gia lại có mối thù sâu đậm. Chu Dương sợ làm vậy, sẽ khiến Giang Yến khó sống ở Giang gia, bị người nhà Giang gia loại trừ. Nhưng phản hồi mà Chu Dương nhận được lại là Giang Yến không hề quan tâm đến chuyện Giang gia nhìn cô thế nào, dù gì cô cũng là người nhà họ Giang, là con gái của Giang Hành Nguyên, không ai có thể thay đổi. Nếu đã có sự bảo đảm của Giang Yến,
vậy Trương Tâm Di làm việc lại càng nhanh gọn. Chẳng mấy chốc, mọi chuyện đều sắp xếp ổn thỏa, Trương Tâm Di cũng mời nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất Thương Tây về, đích thân chụp ảnh quảng bá cho Giang Yến. Lại là một cuối tuần, Chu Dương tới cửa hàng từ sáng sớm, lúc này, Trương Tâm Di đã chuẩn bị xong mọi thứ trong cửa hàng. Chu Tổng, anh tới rồi à? Thấy Chu Dương tới, Trương Tâm Di vội vàng dừng tay, chậm rãi chạy tới chào. Mọi thứ chuẩn bị thế nào rồi? Không có vấn đề gì chứ? Chu Dương gật đầu, nhìn quanh một vòng, thấy cửa hàng đã chuẩn bị được kha khá, đặc biệt để ra một số khoảng trống để phù hợp cho việc quay phim chụp ảnh của Giang Yến. Về điểm này, Chu Dương rất hài lòng. Suy cho cùng, so với cái giá mà họ trả ra, có thể mời Giang Yến tới đảm nhiệm vào trò người đại diện hình ảnh, đối với công ty Danh Dương và cửa hàng mà nói, chính là một chuyện tốt chỉ lời là không lỗ. Không chỉ cửa hàng trụ sở chính, chờ sau khi những chi nhánh kia đều hoàn thiện, đồng thời có thể phát tán ảnh quảng bá của Giang Yến đi, để mỗi chi nhánh đều treo ảnh quảng bá của Giang Yến. Chu Dương tin với vẻ ngoài của Giang Yến, còn có tiếng tăm của cô ở Tương Tây, chắc chắn sẽ đạt được phản hồi tích cực. Không thành vấn đề, yên tâm đi, Chu Tổng, giờ chỉ cần đợi nhiếp ảnh gia và Giang Yến tiểu thư tới. Trương Tâm Di cười nói, hiện giờ lòng cô cực kỳ kích động. Tất cả những chuyện này đều là cô xúc tiến làm chủ, nhất thời tràn ngập cảm giác đạt được thành tựu. Không lâu sau, Giang Yến cũng tới. Không giống trước kia một mình tới, lần này cạnh cô còn có một cô gái. Chu Dương vừa thấy cô gái này, lập tức liền nghĩ ra là ai. Chị Linh. Dù không biết chị Linh này rốt cuộc là ai, nhưng thấy quan hệ rất thân thiết với Giang Yến, thì liền hiểu ra, ít nhất cô cũng là một người của gia tộc lớn. Giang tiểu thư, chị Linh. Vì không biết chị Linh họ gì, nên Chu Dương chỉ có thể xưng hô với đối phương là chị Linh giống Giang Yến. Dù sao nhìn tuổi tác, Chu Dương thấy bản thân gọi đối phương một tiếng chị Linh cũng không gọi là thiệt thòi. Chương 426, tự cao tự đại. Chu Dương, chuẩn bị xong chưa? Giang Yến còn chưa nói gì, chị Linh đã lên tiếng, nhìn thấy mọi thứ đã được sắp xếp xong, cũng hài lòng gật đầu. Hiển nhiên, thành ý của nhóm người Chu Dương. Chị Linh hoàn toàn hài lòng. Bằng không, cô tuyệt đối không cho Giang Yến trở thành người đại diện hình ảnh. À, đúng rồi, nhiếp ảnh ra đâu? Các cô chắc hẳn là phải mời nhiếp ảnh ra chứ nhỉ? Đột nhiên, chị Linh hình như phát hiện ra gì đó, lông mày nhíu lại, khẽ hỏi. Chu Dương giờ mới phát hiện, đã nói rõ là sẽ mời nhiếp ảnh ra tốt nhất của Tương Tây tới, đến bây giờ, ngay cả nhân vật chính Giang Yến đều đã đến rồi, nhiếp ảnh ra vẫn chưa thấy đâu. Chuyện gì đây? Chu Dương nghiêng đầu nhìn Trương Tâm Di, sắc mặt cũng không tốt lắm. Dù sao đây cũng là sơ suất của bọn họ. Sắc mặt Trương Tâm Di lúc này đã vô cùng khó coi, trên trán toát ra vài giọt mồ hôi. Để tôi liên hệ lại với đối phương, có thể là trên đường gặp vấn đề gì rồi. Trương Tâm Di vẫn muốn xem đối phương giải thích thế nào, cô gọi một cuộc điện thoại, sau gần một phút, điện thoại sắp tự động ngắt, đối phương mới chịu nghe máy. Dương tiên sinh. Không biết lúc nào anh mới đến, chúng tôi ở đây chuẩn bị xong xuôi hết rồi, nhân vật chính cũng đã tới, chỉ đợi mỗi anh thôi. Trương Tâm Di hạ giọng nói, ngay cả ngữ điệu cũng vô cùng kính cẩn. Suy cho cùng, đối phương cũng là nhiếp ảnh gia giỏi nhất ở Tương Tây, không chỉ có danh tiếng lớn ở đây, mà tên tuổi cũng vang xa trên toàn quốc, có rất nhiều fan hâm mộ. Lần này, Trương Tâm Di tốn không ít sức lực. Thậm chí đã phải dùng các mối quan hệ mà cô đã có được khi còn là quản lý tại mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia, mới có thể mời được đối phương. Vội cái gì, mới sáng sớm thế này, không để người khác ngủ hả? Đợi tôi ngủ đủ tôi sẽ đến, mấy người cứ chờ là được. Ngữ khí đối phương cực kỳ không tốt, hùng hùng hổ hổ nói xong liền trực tiếp cúp máy. Trong nháy mắt, sắc mặt Trương Tâm Di trở nên vô cùng khó coi, thậm chí mơ hồ mang theo một tia tức giận. Có chuyện gì đấy? Lúc này, Chu Dương cũng nhìn ra có điều không đúng, lẽ nào tên kia tự cao tự đại, muốn tăng giá. Chu Tổng, đối phương muốn ngủ thêm lúc nữa mới đến, còn nói chúng ta cứ đợi đi. Trương Tâm Di chật vật nói, sau khi nói xong đầu cúi thấp xuống, biểu lộ sự áy náy, tự trách. Suy cho cùng, người đó cũng là do cô mời tới, xảy ra chuyện này trách nhiệm cũng thuộc về Trương Tâm Di. Huống hồ, bây giờ Trương Tâm Di đã hiểu rõ được thân phận của Giang Yến. Chu Dương có thể thỏa thuận hình tượng người đại diện với cô ấy thì lại càng thêm coi trọng. Nếu như bởi vì mình mời nhiếp ảnh gia này mà làm cho hợp đồng người đại diện hình ảnh lần này bị lỡ dở,
thì cho dù Chu Dương không trách cứ cô, trong lòng Trương Tâm Di cũng sẽ tự cảm thấy có lỗi. Khẩu khí lớn quá nhỉ, thế mà lại đùa giỡn với chúng tôi, Chu Dương, đây là thành ý của các cậu đấy hả? Giang Yến còn chưa nói gì, chị Linh ở một bên đã nhìn không được tức giận mắng. Hiển nhiên, tên nhiếp ảnh gia láo xược kia đã khiến cho cô nổi cáu, lại càng giận cá chém thớt lên người Chu Dương. Chị Linh, Chu Dương cũng không phải là cố ý, vả lại, em cũng từng nghe nói, đối phương là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất tỉnh Tương Tây, tính khí nóng nảy chút là đương nhiên rồi, hay là chúng ta đợi một chút đi, dù sao thì cũng không có việc gì để làm. Giang Yến kéo cánh tay chị Linh, nhỏ giọng khuyên nhủ. Nhưng lúc nói lời này, dĩ nhiên Giang Yến không dám nhìn vào mắt của chị Linh. Thậm chí, ngay cả âm thanh nói ra cũng vô cùng nhẹ nhàng. Điều này đã thu hút được sự chú ý và nhạy bén của chị Linh. Tiểu Yến, em như vậy là sao? Đổi tính rồi hả? Nếu như hồi trước, em còn nóng nảy hơn chị nữa đấy, bây giờ còn nói giúp người khác sao? Chị Linh vô cùng kinh ngạc, theo như sự hiểu biết của cô đối với Giang Yến không có khả năng nói ra những lời như vậy. Bây giờ tên nhiếp ảnh gia kia tự cao tự đại như vậy, Giang Yến không những không nổi giận, ngược lại là vẻ mặt hòa nhã, hình như thật sự không hề để tâm, thậm chí ngay cả việc đợi ở đây một lúc cũng không có vấn đề gì. Chị Linh nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy hết sức kỳ quái, hơn nữa, Giang Yến lúc này còn không dám đối diện với cô. Tuyệt đối là có vấn đề. Trong lòng chị Linh khẳng định chắc chắn, thế nhưng nhất thời không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Mà một giây tiếp theo, khi ánh mắt chị Linh nhìn đến Chu Dương, toàn bộ nghi hoặc trong lòng nháy mắt đều tan biến. Thì ra là bởi vì cậu ta. Nhìn qua có vẻ như Giang Yến bỏ qua cho tên nhiếp ảnh ra, mà trên thực là đang giúp Chu Dương giải vây. Hơn nữa, cô ấy chủ động muốn ở đây chờ, chẳng qua chỉ là muốn ở bên Chu Dương lâu hơn một chút. Giang Yến em giỏi lắm, thế mà lại trở nên hư hỏng như vậy, đây có còn là Tiểu Yến trong lòng chị không hả? Chị Linh tức giận thở gấp. Nghĩ phải trách mắng Giang Yến một trận ra hồn, nhưng giờ đang ở địa bàn của người khác, cô cũng không thể làm gì. Làm gì có đâu chị Linh, bây giờ là lúc nào rồi chứ lại còn có tính tình xấu như vậy, dù sao thì chúng ta cũng không có chuyện gì mà, huống hồ, lần này em cũng muốn ăn thử mấy món mới, chị đừng tức giận nữa mà. Giang Yến nào biết rằng chị Linh đã thấy rõ toàn bộ, vẫn còn nhỏ giọng khuyên nhủ. Ừ, được thôi, chẳng qua cái tên nhiếp ảnh ra kia, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, nhiếp ảnh gia tốt nhất tỉnh Tương Tây là Dương Chiêu Đình hả? Chị Linh nhìn Trương Tâm Di đang tự trách mình, lạnh lùng hỏi. Nếu Tiểu Yến một lòng muốn bảo vệ Chu Dương, vậy thì chị Linh chỉ có thể thay đổi mục tiêu, đem tức giận nhắm vào tên nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất Tương Tây kia. Vâng, không sai. Trương Tâm Di vẫn chưa kịp phản ứng, điện thoại trên tay đã bị chị Linh lấy đi mất, chị Linh rất nhanh trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. Ai đấy, sao phiền thế? Không phải là đã nói rõ với cô rồi à, đợi tôi ngủ đủ rồi tôi sẽ tới, các người ngay cả đợi một lát cũng không đợi nổi hả? Sau khi điện thoại được kết nối, trong nháy mắt giọng nói của Dương Chiêu Đình từ điện thoại vang lên, âm thanh tràn đầy phẫn nộ và bực bội, còn có chút mệt mỏi. Trương Tâm Di sững sờ. Cô tuy không biết thân phận của chị Linh, nhưng nhìn thấy cô ấy lấy điện thoại của mình gọi cho Dương Chiêu Đình, nhất thời trong lòng vẫn cảm thấy rất căng thẳng. Dương Chiêu Đình sẽ nghĩ đây là cô đang phát tiết sự bất mãn, sau đó hủy bỏ hợp tác. Dẫu sao, Trương Tâm Di cũng biết, Dương Chiêu Đình căn bản không quan tâm một lần hủy hẹn, đối với hắn, đây chỉ là chụp một bộ ảnh tuyên truyền hình tượng người đại diện, nếu có hủy hẹn thật thì căn bản bồi thường cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Hiện giờ điều Trương Tâm Di lo lắng là sợ cái người gọi là chị Linh này không biết tình huống cụ thể, mạo muội đắc tội đối phương. Tiểu Đình Đình, có biết chị là ai không? Gan cậu dạo này to quá nhỉ, thế mà lại dám bày ra vẻ tự cao tự đại, có biết cậu đang làm gì không hả? Cậu muốn chị đây phải ngồi đây đợi cậu sao? Cho cậu nửa tiếng, nếu không thấy cậu đâu, thì sau này cậu ra đường nhớ kêu vệ sĩ theo, cẩn thận không biết tên bắn lén từ đâu tới, bắn chết cậu đấy. Chị Linh lạnh lùng nói, giọng nói uy nghiêm đáng sợ, nhưng nghe vào lại thấy khí phách vô song. Trương Tâm Di đứng ngẩn người, bộ dạng khiếp sợ, cô ấy căn bản không dám tưởng tượng. Cuộc nói chuyện vừa rồi là từ miệng chị Linh nói ra, mà khi nghe thấy lại ngang ngược bá đạo như vậy. Không chỉ Trương Tâm Di, ngay cả Chu Dương cũng hết sức kinh ngạc. Chương 427, Dương Chiêu Đình. Mặc dù biết chị Linh này rất có thể là một tiểu thư đại gia tộc nào đó, nhưng lời này nói ra từ miệng cô cũng thật sự khiến người khác thay đổi cách nhìn. Cô ấy hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài của mình.
Bên ngoài nhìn có vẻ đáng yêu, gợi cảm, nhưng thực tế e rằng khí phách có một không ai, luôn có dáng vẻ chỉ có tôi độc tôn. Chu Dương bất giác nhìn Giang Yến, nhưng Giang Yến chỉ nhìn lại anh bằng ánh mắt bất đắc dĩ và vô tội. Trong chốc lát, đầu kia điện thoại Dương Triều Đình trở nên yên lặng. Tựa như có một trận mưa bão sắp nổi lên, còn hiện giờ là quang cảnh bình yên trước sông bão. Thậm chí Trương Tâm Di đã chuẩn bị sẵn, nếu Dương Triều Đình tức giận cô nhất định sẽ chủ động nói xin lỗi, cố gắng hết sức không để chị Linh bị ức hiếp. Nhưng một giây sau, trong điện thoại di động vang lên tiếng nói của Dương Triều Đình, tất cả mọi người đều ngẩn người ra. Chị là, chị Linh. Vãi, chị Linh, sao chị lại ở đó? Đó không phải là một cửa hàng tồi tàn sao, chị Linh, sao chị lại đến đó? Không phải chị đến chụp ảnh quảng bá người đại diện chứ? Việc này không hợp với tác phong của chị. Dương Triều Đình không chỉ không tức giận mà còn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thậm chí trong giọng nói đầy vẻ không tưởng tượng nổi, một cửa hàng nhỏ như cửa hàng của công ty danh Dương vốn không xứng với chị Linh. Cậu đang nói gì vậy? Tôi chỉ cho cậu nửa tiếng, bây giờ đã qua 2 phút rồi, cậu còn 28 phút, quá giờ thì không đợi nữa. Chị Linh cười khẩy, không nói nhiều lời mà chỉ nhìn đồng hồ, báo thời gian xong rồi cúp điện thoại. Trả lại di động cho Trương Tâm Di đang sững sờ, chị Linh lắc đầu thấy chẳng có gì thú vị, hơi tiếc nuối khi giả ngầu mà chẳng ai thưởng thức. Chị Linh, chị! Trương Tâm Di khó khăn lắm mới phản ứng được, vội vàng cầm chặt điện thoại, nhìn về phía chị Linh. Càng cảm thấy căng thẳng hơn, nói năng cũng run rẩy. Dù sao Trương Tâm Di cũng biết, Dương Triều Đình một người luôn tự cao tự đại coi trời bằng vung ở Tương Tây, tuy không biết hắn dựa vào đâu, nhưng Trương Tâm Di biết cho dù là con cháu của 5 gia tộc lớn, khi gặp Dương Triều Đình cũng phải khách sáo, không dám làm sằng làm bậy. Nhưng bây giờ, trước mặt chị Linh, Dương Triều Đình lại trở thành một em trai nhỏ, hơn nữa còn không dám mở miệng tranh luận. Điều này khiến Trương Tâm Di nhất thời cảm thấy mơ hồ. Chu Dương cũng vậy, nhìn dáng vẻ vô cùng bá đạo của chị Linh, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc chị Linh này có lai lịch thế nào, tại sao trông lợi hại đến vậy? Nhưng đối phương không nói, Chu Dương cũng sẽ không truy hỏi đến cùng. Nói cho cùng, anh và chị Linh này cũng không thân thiết gì, tất cả đều vì có người trung gian là Giang Yến, hai người mới có thể nói với nhau vài câu. Với tình hình này, chị Linh đã nói cho Dương Triều Đình nửa giờ. Vậy thì khả năng lớn đối phương sẽ đến trong vòng nửa giờ nữa. Mọi người nghỉ ngơi đi, phải đợi thêm nửa tiếng thì đứng cũng thấy mệt. Chu Dương cười nói, bảo Trương Tâm Di lập tức đi sắp xếp. Từng giây từng phút trôi qua, không chỉ Trương Tâm Di vẫn luôn canh thời gian, mà đến cả Chu Dương thỉnh thoảng cũng nhìn đồng hồ. Vù, xẹt, đột nhiên, tiếng xe thể thao vang dội cách phố đi bộ không xa. Ngay sau đó, một chiếc xe thể thao Aston Martin với hình dạng rất ngầu quét ngang trước cửa hàng trụ sở của công ty danh Dương, khó khăn lắm mới dừng lại được. Trong chốc lát, chiếc xe thể thao kia khiến tất cả mọi người trên phố đi bộ khiếp sợ, bất kể là người đang đi trên đường hay người trong cửa hàng, đều đổ dồn ánh mắt về nó. Chưa nói đến việc chiếc Aston Martin này riêng ngoại hình cũng khiến người ta có ấn tượng thật sâu đậm, khó mà quên được. Chứ đừng nói là đây là phố đi bộ, theo lý mà nói. Bất kỳ phương tiện giao thông nào cũng không được phép vào. Nhưng chiếc xe Aston Martin này lại đi vào mà chẳng có người nào ngăn cản, ai biết thì sẽ hiểu, chủ nhân chiếc xe này nhất định là người có thân phận và thủ đoạn không tầm thường. Hơn nữa chiếc xe còn dừng ở trước cửa hàng của công ty danh Dương. Điều này càng thu hút sự chú ý của nhiều người. Thời gian gần đây, toàn bộ phố đi bộ của Trường Sa, động tĩnh lớn nhất, náo nhiệt nhất không đâu khác ngoài cửa hàng trụ sở chính của công ty danh Dương. Mỗi ngày khách ra vào không ngớt, vô cùng ồn ào sôi nổi, mấy cửa hàng bên cạnh trở nên vắng vẻ đi nhiều. Vì vậy bây giờ đột nhiên có một chiếc xe thể thao xa hoa đi đến, dĩ nhiên sẽ khiến nhiều người chú ý. Dương Triều Đình đổ xe xong thì lập tức xuống xe, chỉ mất vài bước đã đến trước mặt chị Linh. Lúc này, trên tay hắn vẫn cầm một chiếc đồng hồ. Chị Linh, 28 phút, còn chưa tới nửa giờ. Dương Triều Đình thở hổn hển nói, âm thanh đứt quãng. Thậm chí đứng còn không vững, quỳ rạp xuống trước mặt chị Linh, đưa chiếc đồng hồ tới trước mặt cho cô xem. Lúc này, Chu Dương mới nghiêm túc nhìn nhiếp ảnh gia tên Dương Triều Đình này. Không lớn tuổi lắm, tầm 25 đến 26 tuổi, khoảng bằng tuổi mình, cách ăn mặc tùy tiện, hình như cũng không chú ý đến trang phục của bản thân. Tóc cắt kiểu Hàn Quốc phổ biến nhất gần đây, mặt trông vô cùng anh tuấn. Đẹp trai, trẻ tuổi. Đây là ấn tượng đầu tiên của Chu Dương đối với Dương Triều Đình.
còn về ấn tượng khác thì tạm thời không có. Nhưng so với điều này, Chu Dương lại càng tò mò về nguyên nhân thái độ của Dương Chiêu Đình trước mặt chị Linh. Hừ, Tiểu Đình Đình, bây giờ cậu giỏi rồi, còn dám cho tôi leo cây, bỏ tôi ở đây, có phải dạo này không dạy dỗ cậu, cậu bắt đầu bay nhảy rồi không? Chị Linh không nhìn đồng hồ của Dương Chiêu Đình, cô cười khẩy, xua tay tỏ ý không hài lòng. Làm gì có, chị Linh, chẳng phải tại em không biết chị đến à? Mà sao chị lại ở đây, đây chỉ là một cửa hàng nhỏ, chị thân phận thế nào? Dương Chiêu Đình cười mỉa. Nhưng hắn vừa nói được một nửa đã bị chị Linh chen ngang. Hừ, biết là tốt, cậu đã đến đúng giờ, vậy thì sẽ không phạt cậu nữa, khỏi nói nhiều, mau bắt đầu làm việc đi. Chị Linh lạnh lùng nói. Được thôi. Nghe thấy chị Linh không truy cứu, Dương Chiêu Đình xúc động đáp, lập tức đứng dậy, quay vào xe lấy máy quay chuyên dụng và một chút thiết bị, chuẩn bị bắt đầu công việc. Mọi người chuẩn bị đi. Chị Linh thuận miệng nói. Lúc này, Trương Tâm Di mới phản ứng lại, vội vàng gọi nhân viên qua giúp Dương Chiêu Đình. Chẳng mấy chốc, những thiết bị quay phim chụp ảnh, bảng chiếu sáng và các loại thiết bị khác đều đã lắp đặt xong. Tiểu Đình Đình qua đây, tôi giới thiệu với cậu, đây là bạn tôi, Giang Yến, phải làm thế nào thì cậu biết đấy, nếu bức ảnh cậu chụp mà tôi không hài lòng thì hôm nay cậu cũng đừng về nữa. Chị Linh xách cổ áo Dương Chiêu Đình lên, chỉ qua Giang Yến, lạnh lùng uy hiếp. Dương Chiêu Đình sợ xanh mặt, nghiêm túc gật đầu đảm bảo. Yên tâm đi, chị Linh, em nhất định sẽ chụp thật cẩn thận, chắc chắn sẽ khiến chị và Giang Tiểu Thư hài lòng. Sau khi Dương Chiêu Đình thề thốt một cách thành khẩn, lập tức tập trung tinh thần vào công việc. Chu Dương vẫn luôn quan sát chị Linh, xem đến đây trong lòng cảm thấy rất thán phục. Sau khi Dương Chiêu Đình biết thân phận của Giang Yến cũng không có biểu hiện gì ngạc nhiên, thậm chí lại tỏ vẻ vui mừng, hình như không quan tâm đến chuyện Giang Yến là người của Giang gia. Phải biết rằng, Giang gia là một trong năm gia tộc lớn, Giang Yến lại càng nổi tiếng ở Tương Tây, bất kỳ người có sức ảnh hưởng nào cũng đều không thể không biết Giang Yến. Nhưng Dương Chiêu Đình dường như không hề biết cũng không quan tâm. Cho dù là vậy, thì hắn ở trước mặt chị Linh lại luôn tỏ vẻ như một thằng em trai nhỏ. Xem ra lai lịch của hai người này đều không đơn giản, thậm chí thế lực đằng sau bọn họ căn bản không ở Tương Tây. Chương 428, nỗi sợ hãi vì bị chị Linh chi phối. Như vậy ổn chứ? Chu Dương hạ giọng nói với Giang Yến. Anh chưa từng nghe tới cái tên Dương Chiêu Đình, nên cũng không hề biết trình độ của người này ra sao. Nhưng Chu Dương đã sắp xếp cho Trương Tâm Di xử lý chuyện này thì đương nhiên cô đã tiến hành điều tra rồi. Dù sao thì tỉnh Tương Tây cũng lớn như vậy, Trương Tâm Di cũng đã làm việc ở đây hơn 10 năm, chắc chắn sẽ phải hiểu biết về phương diện này hơn anh. Ừ, không thành vấn đề, dù sao cũng chỉ là chụp vài tấm hình thôi, không phải chuyện gì to tát cả. Giang Yến mỉm cười. Ha ha, cô đúng là tự tin thật đấy. Chu Dương gật đầu, không nói gì thêm nữa, giờ chỉ cần chụp xong ảnh quảng bá là được. Chỉ chốc lát sau, buổi chụp ảnh chính thức được bắt đầu. Dưới sự phối hợp của tấm phản quang và vài món đạo cụ khác, Dương Chiêu Đình nhanh chóng bắt đầu buổi chụp ảnh. Giang Yến cũng thể hiện được sức hấp dẫn của mình, chỉ tùy tiện thay đổi vài tư thế thôi mà sức hấp dẫn vô tận của cô đã như tỏa sáng, khiến người ta không mở mắt ra nổi. Đến cả Chu Dương cũng rung động trước phong thái của cô. Cảm giác này hoàn toàn không giống như những lần gặp trước đây của họ. Giang Yến lúc này như đã biến hẳn thành một con người khác. Tất cả đều mọi người, kể cả nhiếp ảnh gia lẫn người qua đường nằm trong tầm kiểm soát của cô. Hừ, đúng là một đám người tầm thường, làm sao các người có thể hiểu được sức hấp dẫn của Tiểu Yến nhà tôi chứ? Trông các nhân viên ngẩn ngơ nhìn Giang Yến, chị Linh bĩu môi, khinh thường cất lời. Nhưng giọng điệu cô còn mang theo cả sự bất mãn. Như thể đang ghen tuông vì những người khác nhìn Giang Yến. Chu Dương thầm cảm thấy kinh ngạc, không biết vì sao đột nhiên lòng anh lại nảy ra một ý nghĩ. Lẽ nào mối quan hệ giữa Giang Yến và chị Linh không phải bạn bè bình thường? Hay là... Nghĩ tới khả năng này, ánh mắt Chu Dương nhìn chị Linh cũng thoáng thay đổi, khóe môi anh run run, cảm thấy khó lòng tin nổi. Nhưng chỉ chốc lát sau Chu Dương đã nén nỗi kinh ngạc lại. Dù sao thì đây cũng là chuyện của chị Linh và Giang Yến. Vả lại, Chu Dương cũng không nghĩ Giang Yến là kiểu người như vậy. Hơn nữa e rằng cảm giác ban nãy của Chu Dương cũng chỉ là tình cảm một phía từ chị Linh thôi. Buổi chụp ảnh diễn ra khá thuận lợi, chỉ cần Dương Chiêu Đình thoáng có ý lười biếng thôi là chị Linh đã nghiêm giọng trách mắng ngay. Vậy nên Dương Chiêu Đình cũng rất chăm chỉ,
ít nhất thì cũng không dám gây rắc rối nào trong quá trình chụp hình mà tỏ ra vô cùng nghiêm túc, cũng chẳng hề cáu kỉnh nóng nảy. Sau 3 tiếng đồng hồ, buổi chụp ảnh cũng chính thức kết thúc, trong chiếc máy ảnh của Dương Chiêu Đình đã có tới hơn 100 tấm ảnh. Những tấm ảnh gốc này đều phải mang về chỉnh sửa lại rồi mới có thể trở thành ảnh quảng cáo chính thức. Ha ha, chị Linh, em đã chụp xong ảnh rồi, lát nữa về em chỉnh sửa lại thêm là được. Dương Chiêu Đình chạy tới mang ảnh trong máy ra bày trước mặt chị Linh tranh công như muốn lấy lòng. Ừ, biết là tốt rồi, chỉnh ảnh xong thì đưa cho tôi xem trước, nếu tôi mà phát hiện ra cậu sửa không đẹp thì cậu biết hậu quả thế nào rồi đấy. Chị Linh vẫn tiếp tục uy hiếp, như thể đối với cô thì việc dọa dẫm Dương Chiêu Đình chỉ là chuyện vặt, là một nhiệm vụ thường ngày. Vâng vâng vâng. Dương Chiêu Đình gật đầu lia lịa, luôn mồm vâng dạ, không dám phản bác. Được rồi, cậu có thể xéo đi rồi. Chị Linh gật đầu rồi khoát tay cho Dương Chiêu Đình cuốn xéo. Mánh khóe gọi là đến đuổi là đi này của chị Linh khiến Trương Tâm Di và Chu Dương phải thầm tặc lưỡi lấy làm lạ. Dương Chiêu Đình nhận được lệnh bèn thở phào nhẹ nhõm, không nhiều lời mà cứ thế rời đi ngay. Tiếng động cơ của chiếc xe thể thao xa dần, Chu Dương, Trương Tâm Di và cả Giang Yến cùng đồng loạt quay sang nhìn chị Linh, có vẻ họ đều rất tò mò trước thái độ của Dương Chiêu Đình khi nãy. Ha ha, mọi người nhìn tôi làm gì? Có một tên đàn em không phải chuyện rất bình thường hay sao? Tên Dương Chiêu Đình này là đàn em ngày trước tôi thu nhận, không biết cậu ta chạy tới tỉnh Tương Tây từ bao giờ, sai bảo cậu ta đôi chút cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Chị Linh cũng để ý thấy ánh mắt kỳ dị của mọi người, bèn thờ ơ giải thích. Chu Dương cười, cũng không coi đây là thật, dù sao chắc chắn chuyện cũng có nội tình, chỉ là chị Linh không muốn nói thôi. Đến cả Giang Yến cũng không biết chứ đừng nói tới một người ngoài như anh. Hơn nữa, dường như anh còn là một người ngoài có đủ khả năng uy hiếp tới chị Linh. Được rồi, chụp ảnh xong xuôi rồi, tôi mời mọi người ăn cơm nhé, lần trước ký xong hợp đồng đáng ra tôi cũng nên mời mọi người một bữa, nhưng cuối cùng vì có việc nên đành tạm gác lại, giờ vừa khéo là cơ hội chuộc lỗi. Chu Dương nở nụ cười, bắt đầu mời Giang Yến và chị Linh dùng bữa, dù sao lần trước anh chưa mời người ta ăn cơm, giờ cũng nên bù đắp lại. Còn Dương Chiêu Đình thì trở về tòa biệt thự tại Trường Sa của mình, thấy đằng sau không có ai đi theo mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, gương mặt Dương Chiêu Đình lại thoáng vẻ kỳ lạ. Dương Chiêu Đình không ngờ mình lại gặp chị Linh tại tỉnh Thương Tây, tại Trường Sa, hơn nữa chị Linh còn khá thân thiết với cô tiểu thư Giang gia tên Giang Yến. Lại nghĩ tới những vụ bê bối trước đó của chị Linh, Dương Chiêu Đình cố nén nụ cười, xuống xe, cầm theo chiếc máy ảnh trở về phòng chuẩn bị chỉnh sửa lại ảnh. Nhưng lúc chỉnh sửa, nhìn người đẹp hoàn hảo không chút khuyết điểm trên ảnh mà Dương Chiêu Đình cũng phải mơ màng. Dương Chiêu Đình cho rằng mình coi như cũng là một cao thủ tình trường, từng qua lại với vô số các người đẹp. Giờ khó khăn lắm mới gặp được một người đẹp thế này mà lại bị chị Linh kiểm soát bảo vệ nghiêm ngặt. Không được, nhất định mình phải loan tin về chị Linh để đám người đó cũng biết, hừ, không thể chỉ mỗi mình bị chị Linh dọa nạt, phải để bọn họ sợ hãi cùng mới được. Dương Chiêu Đình nghĩ ra trò đùa dai này, bèn vội mở một nhóm chat, úp mở kể lại chuyện vừa xảy ra hôm nay trong nhóm. Nhưng vì Dương Chiêu Đình muốn để chị Linh dạy cho đám người này một bài họ nên đã giấu giếm khá nhiều tin tức. Dương Chiêu Đình cũng không nhắc tới những chuyện liên quan đến Giang Yến trong nhóm. Dương Chiêu Đình thầm nghĩ, nếu những người này tới Trường Sa, gặp được Giang Yến thì chắc chắn sẽ đứng ngơ ra không nhúc nhích nổi, thậm chí sẽ còn chủ động tiến lại bắt chuyện. Nhưng nghĩ tới việc chị Linh biết việc họ làm quen với Giang Yến, nghĩ tới hậu quả, tình cảnh thảm thương ấy là Dương Chiêu Đình lại không nén nhịn nổi phải bật cười ha ha. Chỉ chốc lát sau, nhóm chat đã trở nên hỗn loạn. Khỉ thật, vãi, không phải đó chứ, chị Linh tới tỉnh Tương Tây ư, còn ở Trường Sa nữa. Nói thật hay đùa vậy? Tên nhãi Dương Chiêu Đình mà lại gặp được chị Linh hả, cậu nói điêu phải không? Chẳng lẽ cậu lại chịu nói cho mọi người biết mình gặp được chị Linh sao? Hừ, có khi cậu ta bị chị Linh cho một trận rồi, giờ đang định bẫy chúng ta cũng nên. Đúng vậy, mọi người phải cẩn thận, tên Dương Chiêu Đình này hay giở trò xấu xa lắm, đừng để bị lừa. Không được, tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi muốn tới tỉnh Tương Tây, tôi muốn tới Trường Sa, tôi muốn tìm chị Linh. Cho tôi đi cùng, lâu lắm rồi tôi cũng chưa gặp chị Linh. Còn ai muốn đi cùng nữa không, mau báo danh đi. Muộn là mất phần. Chương 429, ngả bài. 1. Tiếng chuông báo tinh tinh của nhóm chat cứ vang lên liên tục, tạo nên một tình cảnh vô cùng náo nhiệt.
còn Dương Triều Đình thì đang lặng lẽ cười thầm. Dương Triều Đình mới chỉ nhắn trong nhóm chat rằng chị Linh đang ở Trường Sa, tỉnh Tương Tây, chứ không nói rõ hiện giờ cô đang làm gì, đang ở cùng ai. Nếu cái đám liều mạng này ùa tới, thì chắc chắn chị Linh sẽ không để họ yên. Cứ nghĩ đến cảnh đám người này bị chị Linh mắng mỏ, mặt mũi đứa nào đứa nấy như đưa đám, Dương Triều Đình lại cảm thấy vui mừng sảng khoái, nỗi buồn vì bị chị Linh nhiếc móc hôm nay cũng bay biến ngay hết. Mình mà phải chết thì không bằng cứ kéo thêm một đám để chịu tội thay. Dương Triều Đình nghĩ như vậy. Nhưng chỉ chốc lát sau Dương Triều Đình đã lại quay sang những tấm ảnh trên máy tính, ngắm vẻ đẹp tuyệt trần của Giang Yến mà liên tục trầm trồ thán phục. Nếu có thêm vài người giống Giang Yến thì chắc chắn trình độ nhiếp ảnh của Dương Triều Đình sẽ tăng thêm vài bậc. Tiếc là trong những mỹ nhân mình từng gặp trước đó không một ai xinh đẹp được như Giang Yến. Nếu không phải có chị Linh, có khi Dương Triều Đình lại sinh hứng thú với Giang Yến, nảy ra ý định chiếm lấy cô thật. Nhưng nếu cô đã là người của chị Linh thì đương nhiên Dương Triều Đình cũng sẽ chẳng ôm rơm nặng bụng, cả gan đùa giỡn với chị Linh. Còn lúc này Chu Dương đang mời Giang Yến và chị Linh ăn cơm, mọi người cùng nói chuyện phiếm với nhau, những chiêu thăm dò của Chu Dương với chị Linh đều bị cô gạt đi ngay tức khắc. Đến tận khi bữa ăn kết thúc, Chu Dương không chỉ không nghe ngóng được chút thông tin nào liên quan tới chị Linh, mà thậm chí còn loáng thoáng cảm giác được thái độ thù địch và bất mãn của chị Linh với mình. Anh thầm cảm thấy ngạc nhiên, không biết tại sao chị Linh lại có phản ứng dữ dội tới vậy với mình. Được rồi, coi như họ cũng từng gặp nhau mấy lần. Dù không thể trở thành bạn bè nhưng có Giang Yến thì quan hệ giữa hai người cũng không nhất thiết phải trở nên quá căng thẳng. Vậy nên Chu Dương cũng bỏ qua ý định tiếp tục dò xét. Sau đó, bữa cơm coi như cũng khá vui vẻ hòa nhã. Sau khi tạm biệt Giang Yến, Chu Dương trở về khách sạn ngay. Hiện giờ chuyện Giang Yến trở thành người đại diện hình ảnh về cơ bản cũng đã được giải quyết rồi, phần việc còn lại phải đợi Dương Triều Đình xử lý xong những tấm ảnh quảng cáo, rồi công ty danh Dương sẽ đưa ra tuyên bố và tích cực quảng cáo tại tỉnh Tương Tây là được. Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của anh chính là xác nhận một số việc với Trương gia. Tôn Liên nói đúng, dù Chu Dương có ngả bài với Trương gia thì anh cũng chẳng bị tổn hại nhiều. Hơn nữa anh còn có thể lợi dụng chuyện ngả bài này để điều tra rõ ràng chuyện cửa hàng chi nhánh bị cản trở có phải do Trương gia âm thầm nhúng tay vào không. Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, Chu Dương cũng không do dự nữa, bèn gọi thẳng cho Trương gia, liên hệ với Trương Thái Viêm. Kể từ lần trước gọi điện cho Trương Thái Viêm tới giờ cũng đã được vài ngày rồi. Trong mấy ngày này, Chu Dương cho rằng không chỉ có mình bản thân anh suy xét về nhiều chuyện, suy nghĩ xem mình được gì mất gì sau khi làm việc này. Chắc hẳn Trương gia cũng sẽ như vậy. Nếu không thì trong cuộc gọi lần trước, Trương Thái Viêm đã không năm lần bảy lượt nói rõ rằng nếu trong quá trình mở cửa hàng chi nhánh gặp phải vấn đề khó khăn gì thì có thể tới tìm ông. Mấy hôm nay, Chu Dương đã tổng kết lại những thông tin trong cuộc điện thoại của mình với Trương Thái Viêm lại và thu hoạch được một vài kết quả. Thứ nhất, Trương Thái Viêm biết quá trình mở cửa hàng chi nhánh gặp phải vấn đề nan giải, hơn nữa, rất có thể ông còn biết rõ vấn đề đó là gì. Thứ hai, Trương gia có thể giải quyết được những vấn đề này, thậm chí còn có thể giải quyết chuyện ấy một cách dễ dàng đơn giản hơn cả trong tưởng tượng của Chu Dương. Thứ ba, Trương Thái Viêm đang dò xét anh, đồng thời ông cũng nói bóng gió để Chu Dương có thể đưa ra sự lựa chọn sáng suốt. Nhưng Chu Dương lại chỉ nở nụ cười thờ ơ. Có lẽ đối với Trương gia, với Trương Thái Viêm thì sự lựa chọn sáng suốt lúc này chính là nói rõ những vấn đề khó khăn ra rồi cầu xin sự giúp đỡ của họ. Nhưng với Chu Dương thì làm như vậy là hoàn toàn vô nghĩa. Nếu gặp phải bất cứ chuyện khó khăn gì cũng quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ của Trương gia thì rốt cuộc về sau những cửa hàng chi nhánh này sẽ là của công ty danh Dương hay là của Trương gia đây? Nếu xảy ra mâu thuẫn hay xung đột gì, hai bên bắt đầu tranh chấp với nhau, Trương gia chỉ cần buông một câu, anh gặp phải chuyện khó khăn, toàn do một tay Trương gia giải quyết, vậy thì Chu Dương lẫn công ty danh Dương đều sẽ rơi vào thế vô cùng bị động. Đây là điều mà Chu Dương hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Hơn nữa, còn có khả năng Trương gia là chính là kẻ đã ngấm ngầm đứng sau ra tay. Vậy nên Chu Dương không thể không thận trọng, thậm chí phải giữ cảnh giác và cẩn thận trước Trương gia. Chu Dương nghĩ ngợi trăm bề, rồi quyết định gọi điện thoại ngả bài với Trương Thái Viêm. Chỉ giây lát sau đã có người nghe máy, vì Chu Dương đích thân gọi điện đến. Còn chỉ đích danh muốn tìm Trương Thái Viêm nên chỉ trong chốc lát anh đã được nối máy tới điện thoại trong phòng Trương Thái Viêm. Lúc này, tại Trương gia, Trương Thái Viêm đang ngồi một mình trong phòng trên chiếc ghế chạm gỗ. Ông ta say mê đọc sách,
trông có vẻ như đang đắm chìm trong mớ sách vở, khó lòng dứt ngay ra được. Trông ông vô cùng điềm tĩnh dửng dưng, hệt như không mảy may liên quan gì đến thế sự ngoài kia. Chợt điện thoại trong phòng reo lên. Trương Thái Viêm vốn ngồi yên như một nhà sư bỗng chợt ngẩng đầu, con mắt đục ngầu của ông lóe lên tia sáng, trở nên vô cùng sắc sảo. Dường như Trương Thái Viêm đã đoán được trước nên cũng biết người gọi điện tới là ai, ông ta ung dung nhận máy. Alo, Chu Dương. Giọng nói của Trương Thái Viêm rất bình thản, tự tin, cũng vô cùng tự nhiên. Phản ứng đầu tiên của Chu Dương khi nghe được tiếng Trương Thái Viêm là, ông đúng là một con cáo giả, không có chút sơ hở nào. Không hổ là kẻ đã sống trên đời hơn 80 năm, chuẩn bị thành tinh tới nơi rồi. Chỉ riêng giọng điệu lúc này của Trương Thái Viêm thôi cũng đã đủ để khiến người khác tiếp tục tin tưởng tín nhiệm ông, chứ không nảy sinh nghi ngờ như Chu Dương, thậm chí anh còn định thẳng thừng lật bài ngửa để kiểm tra suy nghĩ và phỏng đoán của mình. Trương lão gia, dạo gần đây ông vẫn khỏe chứ? Nhưng dù có vậy, Chu Dương vẫn giữ quyết tâm, bắt đầu thi gan với Trương Thái Viêm. Anh biết rõ đây sẽ là một cuộc chiến dài hơi, những nghi ngờ sẽ không được sáng tỏ rõ ràng chỉ qua đôi câu vài lời. Không chỉ anh mà đến cả Trương Thái Viêm cũng sẽ không để lộ ra quá nhiều thông tin từ một vài câu nói. Chu Dương biết nếu mình không thể khiến Trương Thái Viêm lộ ra sơ hở trong một khoảng thời gian ngắn thì sau này khi ông ta đã có sự chuẩn bị, dù anh có muốn chứng tỏ mọi chuyện thì cũng khó như lên trời. Vậy nên Chu Dương quyết định đi thẳng vào vấn đề, cho Trương Thái Viêm một đòn bất ngờ. Chắc hẳn với suy đoán trước đó của mình, Trương Thái Viêm cũng không ngờ nổi Chu Dương sẽ thẳng thắn không chút nào núng do dự như vậy. Trương lão gia, hôm nay tôi gọi điện vì muốn hỏi ông một chuyện. Ừ, chuyện gì vậy, cậu Chu Dương cứ nói thẳng đi. Trương Thái Viêm sững sờ, ông không ngờ Chu Dương sẽ nói vậy. Nhưng chuyện này cũng chẳng là gì, dù anh có hỏi câu thế nào thì mình sẽ cứ nhất mực phủ nhận, rồi tìm cơ hội giả vờ lỡ miệng, để Chu Dương tự suy đoán. Ha ha, dù sao cũng là thanh niên, lòng dạ chưa đủ sâu, cũng chưa tu thân dưỡng tính được bao nhiêu. Chương 430, ngả bài 2. Trương lão gia, chính xác là bây giờ chi nhánh đang gặp phải một vài vấn đề, tôi muốn hỏi trong việc này, có phải là có bàn tay của Trương gia nhúng vào? Nói cách khác, có phải là do Trương gia sai người đi làm không? Chu Dương trầm giọng hỏi, ánh nhìn kiên định, nếu không có câu trả lời hợp lý, tất nhiên không thể bỏ qua. Ngay lập tức Trương Thái Viêm vừa thầm cười nhạo Chu Dương, thoáng cái như bị người khác bóp nghẹt cổ họng, sắc mặt đỏ bừng. Thậm chí mười mấy giây không nói nên lời. Lão gia, ông vẫn đang nghe chứ? Đợi mười mấy giây, Chu Dương vẫn không nghe thấy ông ta nói gì, khóe miệng nhất thời hơi nhếch lên. Anh biết bản thân đi thẳng vào vấn đề như vậy, đã khiến Trương Thái Viêm không kịp trở tay. Chắc hẳn đối phương căn bản không ngờ anh lại hỏi như vậy, hơn nữa không hề che giấu, thẳng thắn chất vấn. Trong vụ này, có sự nhúng tay của Trương gia không? Hay nói cách khác? Chu Dương đã thể hiện rõ thái độ, hoài nghi Trương gia ngấm ngầm giở trò bên trong, phá hỏng tiến độ mở chi nhánh. Hơn nữa, Chu Dương hỏi như vậy, ý chính là muốn Trương gia nói ra và giải thích cho rõ ràng. Bằng không, Chu Dương cũng có thể nói chuyện vòng vo, quanh co hỏi dò một phen. Chắc hẳn chỉ cần anh tỏ rõ thái độ, không cần biết trong vụ này có sự nhúng tay của Trương gia hay không, Trương Thái Viêm cũng sẽ cho anh một câu giải thích. Ha ha, Chu Dương, lời này của cậu. Lẽ nào trong quá trình mở chi nhánh gặp phải vấn đề gì rồi, mà sao cậu lại hoài nghi là do Trương gia tôi âm thầm nhúng tay? Chu Dương, chúng ta là quan hệ hợp tác, mở chi nhánh này không chỉ là chuyện của công ty Danh Dương các cậu, đó còn liên quan tới chuyện của Trương gia tôi, sao cậu lại có suy nghĩ như thế chứ? Trương Thái Viêm hòa hoãn mấy giây, trong đầu nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, nhưng đều bị ông ta loại trừ toàn bộ. Thậm chí, bây giờ lơ lửng trong đầu ông ta chính là suy nghĩ. Chu Dương lấy dũng khí từ đâu mà dám đi thẳng vào vấn đề chất vấn ông ta như vậy? Phải biết rằng, Trương Thái Viêm tám mấy tuổi rồi, nhưng bất kể là thân thể hay trí óc đều rất khỏe mạnh. Hơn nữa, trong ngũ đại gia tộc ở tỉnh Tương Tây, vai vế của Trương Thái Viêm là cao nhất. Bây giờ gia chủ của bốn gia tộc kia, ngay cả các tộc lão của gia tộc đó, so về vai vế, còn nhỏ hơn ông ta một vai, nói về ngang vai ngang vế thì tuổi tác cũng vẫn là nhỏ hơn ông ta. Cho nên mặc dù Trương gia không phải là gia tộc có thực lực mạnh nhất tỉnh Tương Tây, nhưng tên tuổi của Trương Thái Viêm lại có thể đè ép được cả ngàn vạn gia tộc lớn nhỏ ở nơi này. Nhưng bây giờ, một tên oát con đến từ Đông Hải, sau lưng không có gia cảnh gì, chỉ dựa vào hai dự án kinh doanh thành công,
mà dám ở trước mặt ông ta nói ra những lời như vậy. Rốt cuộc ai cho Chu Dương sức mạnh to lớn và tự tin như vậy? Công ty danh Dương. Trương Thái Viêm trực tiếp lắc đầu phủ định, chỉ dựa vào một công ty danh Dương, tuy rằng nhìn qua coi như không tệ, thực lực tương đối hùng hậu, nhưng trong mắt của Trương gia, công ty danh Dương căn bản không thể làm nổi bọt sóng. Tôn Liên của quỹ đầu tư thời thượng. Trương Thái Viêm suy nghĩ một giây, vẫn phủ định. Trương Thái Viêm hầu như biết rõ lai lịch của quỹ đầu tư thời thượng, còn thân thế của Tôn Liên ông ta cũng rất rõ ràng. Chính vì như vậy, Trương Thái Viêm mới không tin, Tôn Liên và quỹ đầu tư thời thượng sẽ không cung cấp bất kỳ sự viện trợ và chống đỡ gì cho Chu Dương. Thế thì, lẽ nào tên oát con Chu Dương này là kiểu tuổi trẻ ngông cuồng, không nhận thức rõ được tình thế, mới dám chất vấn ông ta như vậy? Trương Thái Viêm nhanh chóng lắc đầu. Thật ra ông ta không hiểu rõ lắm về Chu Dương, cũng không đi sâu vào tìm hiểu anh. Nhưng từ mấy lần trò chuyện và phân tích việc Chu Dương đến Tương Tây kinh doanh, Trương Thái Viêm gần như có thể nhận định, Chu Dương là một người có khí phách và sự kiên trì mạnh mẽ, hơn nữa anh làm việc căn bản là không kiêng dè điều gì, dường như không có bất kỳ vật gì có thể ảnh hưởng đến anh. Khi mới tới Trường Sa, đánh Giang Bắc tàn phế, đến Tương Tây, lại ở trong nhà của Trương gia đánh Trương Luân và Trương Đào, gây rối trong bữa tiệc của Giang gia. Bất kể là việc gì, đều có thể nhìn thấy mặt nghiêm khắc và quả quyết của Chu Dương. Chu Dương, nếu như cậu có bất kỳ hiểu lầm nào thì có thể trực tiếp nói ra, tôi nghĩ, Trương gia chúng tôi cũng có đủ thành ý, chứ không phải như thế này, mới bắt đầu đã hoài nghi thành ý của Trương gia đối với lần hợp tác này, có đúng không, cậu nói xem. Trương Thái Viêm cười ha hả nói, trong lời nói dường như xem chất vấn của Chu Dương chỉ là hiểu lầm, thậm chí còn rất khách khí bảo Chu Dương nói rõ sự việc này ra, Trương gia ông có thể biểu thị thành ý để xóa tan hiểu lầm. Nhưng lời này vào tai Chu Dương, lại hoàn toàn là một ý nghĩa khác. Thừa nhận là hiểu lầm, thế thì Chu Dương đi thẳng vào chất vấn như vậy, đã nói lên rằng anh không đủ thận trọng, làm việc sốc nổi, dễ dàng vì cái lợi trước mắt. Mà cái gọi là bày tỏ thái độ thành ý của Trương Thái Viêm, từ góc nhìn của Chu Dương, chẳng qua chỉ là để kéo dài thời gian, để bọn họ có thời gian và nhân lực dọn dẹp sạch sẽ mấy việc dơ bẩn dở trò sau lưng kia. Chí, đến lúc thật sự nhắc đến chuyện hiểu lầm, thì Trương gia bọn họ cũng sẽ không bày ra bất kỳ sơ hở gì trước mặt Chu Dương. Ha ha, Trương lão gia, có phải là hiểu lầm hay không, tôi nghĩ ông còn biết rõ hơn tôi đấy, vốn dĩ cái hạng mục chi nhánh này là hợp tác đôi bên giữa chúng ta, hơn nữa toàn bộ hành trình này đối với người khác và thế lực khác, hầu như không có sự đả kích trực tiếp. Chu Dương cười nói, tôi biết, ông nhất định sẽ nói như vậy, vấn đề hạng mục này của chúng ta, đối với mấy công ty mỹ phẩm và các cửa hàng khác mà nói, thì là vấn đề khá nghiêm trọng, nhưng đối với công ty danh Dương mà nói, căn bản không được xem là uy hiếp gì. Muốn nói tới uy hiếp, ngành mỹ phẩm của toàn bộ tỉnh Tương Tây có thể đủ để gây ra uy hiếp đối với công ty danh Dương, cũng chỉ có Trương gia. Hơn nữa, các chi nhánh của công ty danh Dương mọc lên như nấm ở tỉnh Tương Tây, bị tổn thất nhiều nhất chắc hẳn là mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia các ông. Cho nên nói, Trương gia có đầy đủ động cơ và thực lực để làm chuyện như vậy, chắc hẳn những người đòi phí bảo kê 5 triệu tệ ở thành phố Liễu cũng là các ông phái đến nhỉ. Chu Dương cực kỳ bình tĩnh nói xong, liền yên tĩnh chờ đợi, anh muốn nghe xem Trương Thái Viêm có gì muốn nói, hoặc nói cách khác là muốn biện giải như thế nào. Dù sao, lời này của anh có thể nói là đã đem mọi phương diện, động cơ, năng lực và hiện trạng và toàn bộ suy tính đặt đúng chỗ. Trước mắt, việc mở chi nhánh của công ty danh Dương đã mọc lên như nấm ở tỉnh Tương Tây, có mâu thuẫn lớn nhất và quyền lợi bị hao tổn nhiều nhất chính là Trương gia. Ha ha, Chu Dương, cậu nghĩ nhiều quá rồi, nếu cậu nói như vậy, Trương gia chúng tôi tại sao vẫn còn cùng cậu hợp tác chứ? Thế chẳng phải là tự mình chà đạp mình hả? Một hồi lâu sau, Trương Thái Viêm mới chậm rãi trả lời. Nhưng từ ngữ khí của ông ta, Chu Dương nghe ra được sự kinh ngạc và mệt mỏi. Bởi vì hạng mục lần này, không chỉ có ý nghĩa cực kỳ lớn đối với công ty Chu Dương, mà cả với Trương gia cũng có ảnh hưởng rất lớn, các ông làm như vậy, chẳng qua là muốn tranh giành được nhiều quyền lợi hơn của hạng mục. Trương lão gia, tôi nói có đúng không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.